Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 62. Diệp Bắc Minh thở dài. Nửa ngày sau, phía trước là một vùng biển. Nơi này là địa điểm Cửu sư tỷ ngã xuống, anh tìm kiếm hồi lâu. Chấm chấm. Nhận được kết luận giống như Thiên Ma Cốc, có lẽ Cửu sư tỷ cũng chưa chết. Hô hấp của Diệp Bắc Minh trở nên dồn dập, đi, đi Vạn Độc Cốc. Thất sư tỷ Liễu Như Khanh tự kíp nổ đan điền bên ngoài Vạn Độc Cốc. Tam sư tỷ Tiểu Độc Tiên chảy khô máu độc toàn thân tại Vạn Độc Cốc. Bên ngoài Vạn Độc Cốc, hai mắt Diệp Bắc Minh đỏ lên, thất sư tỷ, tam sư tỷ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khẽ quát một tiếng, nghịch chuyển càn khôn, tái hiện thời gian. Một giây sau, trước mắt Diệp Bắc Minh hiện lên một đoạn cảnh tượng, máu tươi trên người Liễu Như Khanh bùng cháy. Cô ấy che chở cho mấy người Diệp Thanh Lam tiến vào Vạn Độc Cốc. Mấy ngàn người cùng nhau vây đánh, cuối cùng Liễu Như Khanh lựa chọn tự nổ đan điền. Tam sư tỷ Tiểu Độc Tiên thấy thế, trực tiếp làm máu độc toàn thân mình chảy khô, độc chết mấy ngàn người kia. Hai người kia thì thoi thóp. Những người tu võ còn lại bị máu độc tạm thời ép lùi lại. Lúc này, trong hình xuất hiện một bóng dáng mang đi hai người. Thân thể Diệp Bắc Minh run lên, nữ hoàng Tu La. Là cô ta. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục chợt cười, nhóc, vận may của cậu cũng không tệ lắm. Nếu nữ hoàng Tu La đã bằng lòng ra tay, hai vị sư tỷ này của cậu dù có bị phế đi, nhưng đại khái sẽ không chết. Diệp Bắc Minh gật gật đầu. Hai vị sư tỷ không có việc gì, thế mẹ anh thì sao? Đi. Không chút do dự, anh bước thẳng vào trong Vạn Độc Cốc. Một tiếng sau, Diệp Bắc Minh an toàn đi ra khỏi Vạn Độc Cốc, nhóm mẹ tôi cũng đều không chết ở Vạn Độc Cốc, quả là một tin tức tốt. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lên tiếng, nhóc, lần này cậu yên tâm rồi chứ? Diệp Bắc Minh gật đầu, nhưng mà, các cô ấy ở đâu? Đột nhiên, ánh mắt của anh liếc nhìn về một phía nào đó, ra đây. Quả nhiên là cậu thật sự không chết. Một cô gái cực đẹp bước tới. Gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ kích động. Diệp Bắc Minh khá bất ngờ, là cô. Diệp Nguyệt Thiền nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, quỷ sát môn và thiên vũ tông hủy diệt, là do cậu làm phải không? Diệp Bắc Minh không trả lời cô ta. Diệp Nguyệt Thiền hít sâu một hơi, lồng ngực kịch liệt phập phồng, bên trong thiên ma cốc, toàn bộ yêu thú đã chết, có người nhìn thấy một bóng người đi ra khỏi thiên ma cốc. Người kia, cũng là cậu. Sau khi biết được những tin tức này, cô ta lập tức suy đoán Diệp Bắc Minh đã trở lại. Vậy nên cô ta trước một bước đi đến bên ngoài Vạn Độc Cốc, không ngờ thật sự đụng phải Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh không thèm trả lời cô ta, xoay người rời đi. Diệp Nguyệt Thiền lập tức la lên, Diệp Bắc Minh, tôi biết tung tích của mẹ cậu. Cô nói cái gì? Diệp Bắc Minh lập tức quay đầu, xuất hiện trước người Diệp Nguyệt Thiền. Anh duỗi tay bóp lấy cần cổ mềm mại của cô ta. Cảm giác hít thở không thông đánh úp lại. Nói, mẹ tôi ở đâu? Diệp Nguyệt Thiền đau đến suýt chảy nước mắt. Cậu quá đáng, tôi đã cứu mẹ cậu. Thế mà cậu dám đối xử với tôi như vậy? Diệp Bắc Minh sững sờ, vội vàng buông tay, chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Nguyệt Thiền trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh. Mới vừa rồi. Cảm giác bị sát khí khóa chặt trong nháy mắt khiến cô ta tưởng mình sẽ chết. Đi một chuyến đến thánh vực với tôi thì cậu sẽ biết, có điều mặc dù tôi cứu được mẹ cậu, nhưng tình huống của bà ấy không hề lạc quan. Chấm chấm chấm. Thánh vực, nhà họ Diệp Thái Cổ. Chỗ sâu trong một cấm địa. Nơi này cực kỳ lạnh lẽo, mang lại cảm giác như thể xương cốt bị nứt ra vì đóng băng. Diệp Nguyệt Thiền dẫn Diệp Bắc Minh đi vào trong một hầm băng. Cảnh tượng trước mắt khiến toàn thân anh run lẩy bẩy. Bát sư tỷ Lục Tuyết Kỳ, ngũ sư tỷ Khương Tử Cơ, nhị sư tỷ Thiên Nhận Băng, mẹ anh Diệp Thanh Lam. Bốn người bị hàn băng phong ấn, hơi thở vô cùng yếu ớt. Nhưng cũng may vẫn còn một hơi thở. Giọng nói của Diệp Bắc Minh khàn khàn, Lục sư tỷ, tứ sư tỷ và đại sư tỷ của tôi đâu? Diệp Nguyệt Thiền lắc đầu, không biết. Là tôi mang các cô ấy ra khỏi Vạn Độc Cốc, lúc phát hiện ra các cô ấy, khắp người họ bò đầy độc trùng.
dù là thần y tốt nhất nhà họ Diệp cũng không thể hoàn toàn hóa giải hết kịch độc trên người các cô ấy. Tôi chẳng có cách nào, nên đành để lão tổ dùng huyền băng chục nghìn năm phong ấn các cô ấy, khiến độc tố lan tràn chậm hơn một chút. Cô ta còn chưa nói xong. Lòng bàn tay Diệp Bắc Minh chợt bốc lên ngọn lửa hừng hực. Chấm chấm chấm. Xèo. Dưới tác dụng của phần thiên chi diễm, huyền băng chục nghìn năm lập tức hòa tan. Diệp Nguyệt Thiền vô cùng hoảng sợ, Diệp Bắc Minh cậu điên rồi. Một khi huyền băng chục nghìn năm hòa tan, kịch độc trên người các cô ấy sẽ lập tức lan ra khắp người. Đến lúc đó dù là Đại La Thần Tiên tới cũng không cứu được bọn họ. Diệp Bắc Minh mỉm cười, Đại La Thần Tiên không cứu được, nhưng Diệp Bắc Minh tôi có thể cứu sống. Vừa dứt lời, phần thiên chi diễm ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành vô số cây châm lửa chui vào trong cơ thể mẹ anh và mấy người sư tỷ. Sau đó, Diệp Nguyệt Thiền thấy được cảnh tượng suốt đời khó quên. Khí đen trên thân đám người Diệp Thanh Lam đang nhanh chóng biến mất. Ngắn ngủi 10 lần hô hấp, thế mà tất cả các cô ấy đều tỉnh lại. Trời ạ! Diệp Nguyệt Thiền gắt gao che miệng, sao có thể chứ? Kịch độc đến cả thần y nhà họ Diệp mình cũng đành bó tay, cậu ta lại có thể hóa giải trong chớp mắt. Rốt cuộc tên này còn có thủ đoạn và bản lĩnh gì mà mình không biết. Diệp Nguyệt Thiền chịu chấn động cực kỳ lớn. Một âm thanh suy nhược vang lên, Minh Nhi. Diệp Bắc Minh lập tức tiến lên, đỡ Diệp Thanh Lam ngồi dậy, mẹ. Tiểu sư đệ. Lục Tuyết Kỳ, Khương Tử Cơ, Thiên Nhận Băng đỏ bừng hai mắt. Nước mắt chảy ròng ròng. Như Yên chết rồi, Tiểu Cửu chết rồi, Như Khanh cũng đã chết. Hu hu, tam sư tỷ chảy khô máu độc toàn thân. Diệp Nguyệt Thiền không quấy rầy bọn họ, lựa chọn lui ra ngoài. Diệp Bắc Minh vội vàng giải thích, ba vị sư tỷ yên tâm, các chị ấy đều không có việc gì. Gì cơ? Lục Tuyết Kỳ vô cùng vui mừng, tiểu sư đệ, em nói thật hả? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khương Tử Cơ nắm chặt lấy tay Diệp Bắc Minh, tiểu sư đệ, em đừng lừa gạt các chị. Thiên Nhận Băng cắn môi, các chị tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ các chị ấy vẫn còn có đường sống khác? Đúng đấy, Minh Nhi, chuyện đó là thế nào, khuôn mặt Diệp Thanh Lam tràn ngập nghi hoặc. Diệp Bắc Minh giải thích một lần, tự anh đã đi qua nơi mấy vị sư tỷ ngã xuống. Nhưng không ngoại lệ. Anh không hề phát hiện hơi thở tử vong của các cô ấy. Chấm chấm. Diệp Nguyệt Thiền rời khỏi hầm băng, một lão già đi tới, thằng này thế mà thật sự không chết, khiến lão phu cực kỳ bất ngờ. Xem ra cậu ta quả là người mang thiên mệnh, đúng rồi, tình huống bên trong sao rồi. Gương mặt xinh đẹp của Diệp Nguyệt Thiền ngưng trọng, lão tổ, cậu ta thuận tay giải kịch độc trên người đám Diệp Thanh Lam rồi. Diệp Thương Thiên biến sắc, cái gì? Thứ kịch độc mà thần y nhà họ Diệp chúng ta không giải được, tên kia thuận tay liền giải. Dạ. Diệp Nguyệt Thiền gật đầu. Diệp Thương Thiên yên lặng hồi lâu, mới nhả ra một câu, mẹ nó, cậu ta thật đúng là yêu nghiệt. Khóe miệng Diệp Nguyệt Thiền hiện lên nụ cười, thật đúng là yêu nghiệt quá đáng, nhưng cậu ta là con trai của Dạ Huyền, rất bình thường. Dạ Huyền. Diệp Thương Thiên sửng sốt, trong đầu hiện lên một bóng hình. Lúc trước không giữ lại ông ta làm con rể nhà họ Diệp được, để Diệp Bắc Minh này ở rể nhà họ Diệp cũng không tệ. Diệp Nguyệt Thiền nóng nảy, lão tổ, cậu ta cũng là họ Diệp. Chuyện này làm sao được? Diệp Thương Thiên mỉm cười lắc đầu, cháu gấp cái gì? Và lại, mặc dù cậu ta họ Diệp, nhưng đây cũng là họ của mẹ cậu ta. Chủng tộc chân chính của cậu ta hẳn là Thiên Ma tộc. Hai mắt Diệp Thương Thiên tỏa sáng, nhưng mà, trong số con cháu của nhà họ Diệp, không ai có thể so sánh được với mấy vị sư tỷ khuynh quốc khuynh thành của cậu ta. Thiền Nhi, chẳng phải cháu cũng là con cháu của nhà họ Diệp sao? Diệp Thương Thiên nói ra lời kinh người, không bắt được bố cậu ta, vậy bắt lấy con trai ông ta. Thiếu hẳn 30 năm đường vòng, thắng đậm. Chấm chấm chấm. Chấm chấm. Hả? Thân thể mềm mại của Diệp Nguyệt Thiền run lên, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, lão tổ. Ngài đừng nói giỡn thế. Cháu không được. Cô ta bụng mặt, nhanh chóng chạy đi. Trong hầm băng,
mẹ và ba vị sư tỷ của anh cuối cùng cũng có chút máu. Diệp Thanh Lam bắt lấy tay Diệp Bắc Minh, Minh Nhi, suốt 2 năm qua con đã đi đâu? Diệp Bắc Minh thuận miệng giải thích, sau khi thần miếu nổ tung, nó tạo thành một vòng xoáy hỗn độn cực lớn. Con bị vây ở trong vòng xoáy hỗn độn, dùng suốt 2 năm mới thoát khỏi. Anh nói qua loa. Diệp Thanh Lam lại lập tức nghe hiểu. Trong đó chắc chắn hung hiểm vô cùng. Đúng rồi Minh Nhi, hiện tại con là cảnh giới gì rồi? Diệp Thanh Lam nghi ngờ đánh giá con trai, sao mẹ không nhìn thấu được thực lực của con? Diệp Bắc Minh đáp mẹ, bây giờ con là cảnh giới giới chủ đỉnh phong. Cái gì? Diệp Thanh Lam ngây dại. Ba người sư tỷ Lục Tuyết Kỳ, Khương Tử Cơ, Thiên Nhận Băng cũng nghẹn họng nhìn chân chối, tiểu sư đệ, em đã là cảnh giới giới chủ đỉnh phong. Sao có thể chứ, cũng quá nhanh rồi đi. Diệp Bắc Minh mỉm cười, từ giờ trở đi, toàn bộ thế giới cao võ, thậm chí cả thánh vực cũng không ai có thể uy hiếp đến mọi người. Diệp Thanh Lam kích động, không ngừng gật đầu tốt. Con trai giỏi. Bà hít sâu một hơi, Minh Nhi, sau đó con đã có dự định gì chưa? Diệp Bắc Minh trả lời, bố con vẫn còn ở trong Ma Uyên, con chuẩn bị cứu bố ra trước. Sắc mặt Diệp Thanh Lam trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, với thực lực hiện tại của con, đã đủ để cứu bố con ra rồi. Nhưng, một khi bố con rời khỏi Ma Uyên sẽ lập tức sụp đổ. Đến lúc đó, các chủng tộc khác của ma giới sẽ có thể thông qua Ma Uyên sụp đổ để tiến vào thế giới loài người. Với tính tình của bố con, trước khi tìm được biện pháp giải quyết, ông ấy sẽ không rời khỏi Ma Uyên. Diệp Bắc Minh khoát tay, mẹ, mẹ xem đây là thứ gì? Một cái ấn màu đen xuất hiện trong tay Diệp Bắc Minh. Trên thân nó quấn quanh 9 con ma long màu đen, sinh động như thật. Diệp Thanh Lam giật nảy cả mình, đây là... Diệp Bắc Minh phun ra 2 chữ, ma tỷ. Cái gì? Diệp Thanh Lam vô cùng khiếp sợ, quả nhiên là ma tỷ. Minh Nhi, làm thế nào mà con có được nó? Diệp Bắc Minh kể lại mọi chuyện, từ lúc anh lấy được ma tỷ ở trong thần miếu, đồng thời ma tỷ nhận anh làm chủ. Diệp Thanh Lam không thực sự vui vẻ, ngược lại sắc mặt bà càng ngày càng khó coi. Mẹ, mẹ sao thế? Diệp Thanh Lam lắc đầu, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Dưới sự truy vấn của Diệp Bắc Minh, Diệp Thanh Lam mới ngưng trọng mở miệng, Minh Nhi, con cũng đã biết ma tỷ nhận chủ có ý nghĩa như thế nào rồi đúng không? Diệp Bắc Minh gật đầu, đương nhiên là con biết, có nghĩa con có thể trở thành chủ nhân của ma tộc. Đúng. Diệp Thanh Lam cũng gật đầu, nhưng, đây chỉ là chủ nhân của ma tộc trên danh nghĩa. Thứ này giống như ngọc tỷ truyền quốc của hoa tộc, người nào được nó chính là người mang thiên mệnh. Con có thể ra lệnh cho ma tộc cấp thấp thông thường, nhưng ma tộc cấp cao thì sao? Bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào đuổi giết con, thứ này sẽ mang đến họa sát thân cho con. Bà căng thẳng nắm chặt tay Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh đã sớm nghĩ đến chuyện này. Anh vỗ vỗ mờ u bàn tay Diệp Thanh Lam, mẹ, mẹ yên tâm, chính con có chừng mực. Được rồi. Diệp Thanh Lam không nói thêm lời vô ích, bà tin tưởng Minh Nhi có thể xử lý tốt tất cả, khi nào chúng ta đi Ma Uyên. Diệp Bắc Minh lại lắc đầu, mẹ, chờ con xử lý xong chuyện trong tay trước đã rồi chúng ta đi Ma Uyên. Diệp Thanh Lam nhìn Diệp Bắc Minh, con muốn làm gì? Một cơn ớn lạnh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hầm băng. Hai mắt Diệp Bắc Minh rét lạnh, quỷ sát môn và thiên vũ tông dám đuổi giết mọi người, tất cả đều bởi vì nhà họ Tần, nhà họ Lâm, nhà họ Lục làm chỗ dựa sau lưng bọn chúng. Con muốn nói cho tất cả mọi người, Diệp Bắc Minh con đã trở lại. Bất cứ kẻ nào dám làm tổn thương đến mọi người, đều phải trả lại bằng máu. Diệp Thanh Lam có vài phần lo âu, Minh Nhi, nhà họ Tần, nhà họ Lâm, nhà họ Lục đều là gia tộc Thái Cổ. Một mình con đối đầu với bọn họ, chẳng lẽ không cảm thấy áp lực sao? Con trở về là được rồi, những thứ khác mẹ không đòi hỏi. Diệp Bắc Minh tự tin mỉm cười, mẹ, mẹ cứ chờ tin tức tốt của con đi. Trong vòng một ngày, con sẽ hủy diệt bà gia tộc Thái Cổ lớn cho mẹ xem. Để lại mẹ và sư tỷ tiếp tục tĩnh dưỡng, một mình anh đi ra hầm băng. Chấm chấm chấm.
Diệp Thương Thiên tươi cười bước tới, như thể đã quen thuộc lâu, nhóc Diệp, cậu lại có thể sống sót trở về. Nếu những người kia biết cậu không chết, nhất định sẽ sợ đến chết khiếp. Diệp Bắc Minh cười đầy thâm ý, lão Diệp ý chỉ người của nhà họ Tần, nhà họ Lâm, nhà họ Lục. Nụ cười của Diệp Thương Thiên cứng lại. Chợt ông ta gật đầu. Giọng nói già nua vang lên, nhóc Diệp, tôi đã điều tra tất cả tư liệu của cậu. Dựa theo tính cách của cậu, cậu muốn hoàn toàn hủy diệt ba gia tộc này hả? Diệp Bắc Minh không hề che giấu, chúc mừng ông đã đoán đúng. Diệp Thương Thiên sững sờ, lắc đầu, giọng nói cũng lạnh hơn ba phần, đừng trách lão phu không nhắc nhở cậu, nội tình của nhà họ Tần, nhà họ Lâm, nhà họ Lục cực kỳ kinh khủng. Dù cậu có thủ đoạn cực kỳ nghịch thiên, cũng hoàn toàn không có khả năng một mình hủy diệt ba gia tộc Thái Cổ. Dù là trăm vị sư phụ Thái Cổ đại năng của cậu sống lại, cũng tuyệt đối không làm được. Diệp Bắc Minh hỏi lại, vậy nên? Diệp Thương Thiên thấy thái độ thờ ơ này của Diệp Bắc Minh thì hoàn toàn bị chọc tức, giận quá hóa cười. Vậy nên, ha ha. Ông ta thất vọng lắc đầu, nhóc Diệp, lão phu cũng là vì tốt cho cậu. Bất luận hiện tại cậu có thủ đoạn gì, nếu cậu muốn hủy diệt ba gia tộc Thái Cổ lớn này, chỉ có một con đường chết. Bọn họ biết cậu trở về cũng sẽ không chịu giảng hòa, cho nên bây giờ cậu chỉ có một cơ hội. Ồ, ông nói nghe xem nào, Diệp Bắc Minh thở ơ. Diệp Thương Thiên nói thẳng, cầu hòa. Diệp Bắc Minh cười, cầu hòa. Cầu hòa thế nào? Diệp Thương Thiên quét mắt nhìn Diệp Bắc Minh, hôm nay chính là thời điểm bốn gia tộc Thái Cổ lớn, nhà họ Tần, nhà họ Lâm, nhà họ Lục, nhà họ Diệp cử hành cuộc họp hàng năm tại Nguyên Long Thành. Lão phu dẫn cậu đến Nguyên Long Thành, nhà họ Diệp tôi vẫn có chút mặt mũi. Đến lúc đó lão phu và mấy lão tổ nhà họ Diệp tự mình mở miệng, mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa. Cậu thấy thế nào? Diệp Bắc Minh tùy ý gật gật đầu, rất tốt. Khá lắm. Hai mắt Diệp Thương Thiên tỏa sáng, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, nửa tiếng sau chúng ta xuất phát. Nhưng trong lòng ông ta thì thầm nghĩ, mặc dù ngoài miệng không chịu thua, hành động của cậu ta vẫn nhận thua. Như vậy cũng tốt, đợi đến lúc cậu ta gia nhập nhà họ Diệp rồi lại gõ thêm một phen sau. Cố gắng nỗ lực bồi dưỡng, vẫn là một mầm mống tốt. Nửa tiếng sau, trước một tòa truyền tống trận ở chỗ sâu trong nhà họ Diệp. Diệp Thương Thiên mang theo bốn lão già xuất hiện. Rõ ràng bọn họ đều là cảnh giới chân linh. Ngoài bọn họ ra còn có một đám con cháu của nhà họ Diệp. Trong đám người, Diệp Nguyệt Thiên liếc nhìn Diệp Bắc Minh, đối phương vừa vặn cũng nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau. Trong chớp mắt, gương mặt xinh đẹp của Diệp Nguyệt Thiên đỏ lên. Cô ta vội vàng cúi đầu xuống, sao mình lại sợ thằng nhóc hôi sữa này chứ, mình đâu có thật sự thích cậu ta. Đều do lão tổ nói bừa, gì mà để mình bắt lấy cậu ta, phì. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Nguyệt Thiên càng đỏ mặt hơn. Diệp Thương Thiên bảo mọi người đứng trên truyền tống trận, xuất phát. Ánh sáng trắng lóe lên. Đến khi mọi người mở mắt ra lần nữa, trước mặt bọn họ xuất hiện một tòa thành trì cổ xưa to lớn. Chỉ có một mặt tường thành mà đã có 9 cổng thành cao chừng 100 mét xếp thành một hàng. Vô số người tu võ ra ra vào vào, nối liền không dứt. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, nhóc, phía dưới tòa cổ thành này có 36 đầu long mạch. Chấm chấm chấm. Chấm chấm. Long mạch. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh sáng lên. Đúng lúc này, mấy người trẻ tuổi mỉm cười đi tới, chư vị tiền bối, cuối cùng mọi người cũng tới, chúng ta chờ đợi ở đây đã lâu. Đám người Diệp Thương Thiên khẽ gật đầu. Ánh mắt của thanh niên áo tím dẫn đầu rơi xuống người Diệp Nguyệt Thiền, em Nguyệt Thiền, đã lâu không gặp. Chấm chấm chấm. Tần Huyền Nhất. 250 tuổi. Cảnh giới giới vương. Người trẻ tuổi kiệt xuất nhất của nhà họ Tần. Diệp Nguyệt Thiền nhướng mày, theo bản năng nhìn thoáng qua Diệp Bắc Minh. Cử động rất nhỏ này đã khiến thanh niên áo tím nhận ra. Con người hắn ta chuyển động. Rơi xuống trên người Diệp Bắc Minh, em Nguyệt Thiền, vị này là ai? Gương mặt lạ thật đấy, sao tôi chưa từng gặp qua vậy? Diệp Nguyệt Thiền do dự, cậu ta. Diệp Bắc Minh chủ động trả lời, Diệp Bắc Minh.
Ồ, Diệp Bắc Minh. Tần Huyền Nhất tùy ý gật gật đầu, đầu óc chưa kịp phản ứng lại. Một giây sau, trong mắt của hắn ta hung hăng co rụt lại. Cậu, cậu nói cái gì? Cậu là Diệp Bắc Minh. Ba chữ Diệp Bắc Minh này như thể có ma lực. Cửa thành Nguyên Long Thành vốn vô cùng náo nhiệt lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả người tu võ đồng loạt dừng bước lại, có người bước nửa bước lơ lửng giữa không trung. Chẳng khác gì nhấn nút thời gian dừng lại. Mọi người khiếp sợ quay đầu, ánh mắt ai nấy cũng rơi xuống người Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh? Là Diệp Bắc Minh hoa tộc kia sao? Cậu ta không phải là... 2 năm rưỡi trước chẳng phải cậu ta đã chết ở chiến trường Thái Cổ rồi sao? Cậu ta trở lại. Toàn trường chấn động. Có người lắc đầu, hẳn là cùng tên cùng họ thôi, tên kia đã chết rồi, kẻ này không thể nào là cậu ta được. Đúng đúng đúng. Một số người tu võ gật đầu lia lịa. Chỉ có mấy lão già trong đám người biến sắc, trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Bờ môi run nhẹ nhẹ, là cậu ta. Cậu ta đã trở lại. Tần Huyền Nhất chưa từng thấy gương mặt thật của Diệp Bắc Minh, còn tưởng rằng chỉ là cùng tên. Thằng kia sớm đã chết ở chiến trường Thái Cổ rồi. Hắn ta cười đầy hài hước, sao cậu lại cùng tên với một người chết chứ? Dọa tôi một hồi. Cũng không ngại xui xẻo. Ha ha ha. Đồng bạn đi theo sau hắn ta cười to. Sắc mặt Diệp Thương Thiên biến đổi, thầm kêu không ổn. Ông ta đang muốn mở miệng. Giọng nói lạnh nhạt của Diệp Bắc Minh vang lên, thật khéo, tôi chính là người chết trong miệng các người đấy. Nụ cười của đám người Tần Huyền Nhất cứng đờ, dọa đến run cả người. Cậu. Cậu nói cái. Chưa kịp nói hết một câu, Diệp Bắc Minh bước lên trước, bóp lấy cổ Tần Huyền Nhất, Tần Hồng Bân là gì của anh? Tần Huyền Nhất chợt phản ứng lại, ông ấy là ông cố nội của tôi. Diệp Thương Thiên quát lớn, Diệp Bắc Minh. Cậu đừng có mà làm loạn. Nơi này là Nguyên Long Thành. Tần Huyền Nhất bị dọa đến suýt nổ tung cả trái tim, đúng vậy, cậu. Răng rắc. Tiếng răng rắc giòn giã truyền đến. Cổ Tần Huyền Nhất lập tức nổ tung, nghiêng đầu rơi trên mặt đất. Trong mắt của hắn ta mờ mịt trừng lớn, tràn ngập tơ máu, quả thực không thể tin được mình cứ thế mà chết đi. Ầm. Một chân rơi xuống, đầu của Tần Huyền Nhất nổ tung. Mấy đồng bạn của Tần Huyền Nhất hoảng sợ biến sắc, xoay người chạy. Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng, nổ cho tôi. Gào giống. Một con rồng đen xông ra từ trong cơ thể anh, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của mấy người kia. Xương máu nổ tung. Không chờ mọi người lấy lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ. Diệp Bắc Minh sải bước lên trước, tiếng rồng ngâm vang 9 tầng trời, tất cả mọi người của nhà họ Tần, nhà họ Lâm. Nhà họ Lục Thái Cổ cút ra đây nhận lấy cái chết. Hít hà. Người tu võ bên ngoài Nguyên Long Thành hít sâu một hơi, bị dọa sợ, không ngừng lùi lại. Ông trời ơi! Thằng này chắc chắn là điên rồi. Ngay tại bên ngoài Nguyên Long Thành, lại đi bảo tất cả mọi người của 3 gia tộc Thái Cổ lớn ra nhận lấy cái chết. Mày, thằng nhóc họ Diệp, mày! Diệp Thương Thiên chỉ vào lưng Diệp Bắc Minh, hoảng sợ không nói nên lời. Mặt Diệp Nguyệt Thiền nóng lên, khiếp sợ nhìn những thứ này. Sâu trong Nguyên Long Thành, trong một đại điện có sức chứa 100.000 người. Các đại tông môn, gia tộc đã đến từ lâu, chờ cuộc họp hàng năm. 3 người Lục Lâm Xuyên, Lâm Bách Hùng, Tần Hồng Bân đứng sau 2 cái ghế thái sư. Thận trọng hầu hạ. Tần Hồng Bân tươi cười nói, 2 vị đại nhân cần gì cứ nói ạ. Lâm Bách Hùng cũng tỏ vẻ nịnh nọt, đại nhân, tiết mục hôm nay người có hài lòng không? Lục Lâm Xuyên chỉ vào một ả đào trên sân khấu, đại nhân, năm nay cô ấy mới vừa 16, nếu người thích, tối nay cô ấy sẽ là người của người. Mặt Từ Biệt Vân và Thạch Trung Hà đầy hưởng thụ, các người biết điều đấy. Yên tâm, có 2 chúng tôi ở đây, các người có thể không cần lo nghĩ. Đột nhiên, một tiếng rồng ngâm vang lên. Nhà họ Tần, nhà họ Lâm, nhà họ Lục Thái Cổ, tất cả các ngươi cút ra đây nhận chết đi. Ai mà to gan thế? Trong đại sảnh im phăng phắc. Nụ cười của Tần Hồng Bân, Lâm Bách Hùng, Lục Lâm Xuyên đều cứng lại, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi.
Lâm Bách Hùng phản ứng lại đầu tiên, hắn quay về rồi. Giây tiếp theo. Một tiếng vang thật lớn, cửa đại điện nổ tung, mảnh vụn tung tóe. Một thanh niên cầm thanh kiếm gãy, chậm rãi đi vào đại điện, xem ra các người đều ở đây cả, đỡ cho tôi phải chạy đến từng nhà. Diệp Bắc Minh. Là hắn vẫn chưa chết. Trời ơi, hắn lại không chết trong chiến trường Thái Cổ, có chuyện gì thế? Mọi người trong đại điện xì xào bàn tán, còn náo nhiệt hơn ăn Tết. Lúc này, Diệp Thương Thiên thở hổn hển chạy vào đại điện, chặn phía trước Diệp Bắc Minh. Thằng nhãi nhà họ Diệp, mày làm gì vậy? Mau về với tao, đây không phải chỗ cho ngươi làm loạn. Diệp Bắc Minh lạnh lùng lên tiếng, hôm nay ai dám cầu xin cho nhà họ Tần, nhà họ Lâm, nhà họ Lục, đều giết không tha. Diệp Thương Thiên bối rối. Mẹ nó đây là xin tha à, tao đang cứu mày đấy. Một vị khách vỗ bàn, ha ha, thằng nhãi, mày mẹ nó không nhìn xem đây là chỗ nào mà dám ngang ngược. Xẹt, kiếm đoạn long xuất ra, kiếm khí màu đen lóe lên. Phập một tiếng, đầu người rơi xuống đất. Đùng, tất cả người tu võ trong đại điện đều hoảng sợ. Sắc mặt Tần Hồng Bân rất khó coi, lão ta vội vàng đè thấp giọng xuống. Hai vị đại nhân, thằng nhãi kia tới rồi. Xin hai đại nhân ra tay, chém chết hắn. Lâm Bách Hùng liều mạng gật đầu, đúng đúng đúng, xin hai vị đại nhân ra tay. Từ Biệt Vân vẫn nửa nằm như cũ, gấp gì chứ, kịch còn chưa diễn xong nữa. Thạch Trung Hà cũng thở ơ y như thế, xem xong vở kịch này rồi giết thằng nhãi đó cũng không muộn mà. Nhưng đào kép trên sân khấu lại ngừng lại. Từ Biệt Vân sầm mặt lại, các người ngơ ra làm gì? Tấu nhạc tiếp, múa tiếp đi. Một cổ sát khí kinh khủng ngưng tụ lại. Màn trình diễn trên sân khấu tiếp tục. Chuyện này. Ba người trố mắt nhìn nhau. Họ chỉ có thể nhắm mắt, đi tới chỗ đám người phía trước. Giọng nói lạnh băng của Diệp Bắc Minh vang lên, thất sư tỷ của tôi bị các ông ép tự bạo đan điền, tam sư tỷ chảy khô máu. Bây giờ tôi cho các ông một cái chết sảng khoái. Hoặc là tự bạo đan điền, hoặc là chảy khô máu. Anh dứt lời. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Nhưng mọi người nghe thấy lại không khác gì sấm giữa trời quang. Trong Nguyên Long Thành, ngay trước mặt vô số tông môn và gia tộc, lại muốn lão tổ gia tộc Thái Cổ phải tự bạo đan điền. Hoặc là chảy khô máu. Đúng là ngạo mạn hơn trời. Tần Hồng Bân tức xanh mặt, dù lão ta đã thấy Diệp Bắc Minh chém chết cường giả 3000 thế giới. Nhưng lúc này cũng không kiềm được lửa giận trong lòng, thằng khốn kia, mày biết mày đang làm gì không? Diệp Bắc Minh cười, các người không làm hả? Được. Nói xong chữ được, Diệp Bắc Minh xuất hiện phía trước Tần Hồng Bân giống như ma quỷ. Anh tóm lấy cổ lão ta. Ông không tự ra tay được, tôi giúp ông. Kiếm đoạn long đâm vào đan điền của Tần Hồng Bân. Ầm ầm nổ tung. Phụt, 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 phụt. Bốn kiếm liên tục chém xuống, tứ chi của Tần Hồng Bân hóa thành huyết vụ, máu tươi phun ra ngoài. A, cứu mạng, hai vị đại nhân cứu mạng. Tần Hồng Bân sợ hãi khóc lóc, vùng vẫy đi về phía hai lão già như chó chết. Diệp Bắc Minh dẫm lên lưng Tần Hồng Bân, nỗi sợ vô tận xông vào tim lão ta. Anh còn nghiền ngẫm nhìn hai người Lâm Bách Hùng và Lục Lâm Xuyên, các ông thì sao? Mày, chấm. Lâm Bách Hùng sợ hãi run lẩy bẩy. Lục Lâm Xuyên không ngừng lui về phía sau. Ngay lúc này, một giọng nói bình thản đến mức không có chút tình cảm nào vang lên, nhóc con, thủ đoạn sắc bén lắm. Giây tiếp theo. Ghế thái sư lộn lại. Từ Biệt Vân làm như đã ăn chắc Diệp Bắc Minh rồi, nhóc con, lão phu khuyên cậu nên thả Tần Hồng Bân, nếu cậu muốn chết không đau khổ. Răng rác, chấm than. Tiểu tháp, nổ tung cho ông. Vèo. Diệp Bắc Minh xuất hiện phía trước Từ Biệt Vân, hung hăng đạp một cái. Dầm. Ghế thái sư ầm ầm nổ tung. Ngay sau đó, một tiếng, răng rắc, giòn giã,
từ biệt phân ở cảnh giới siêu phàm còn không có cả cơ hội phản ứng. Ngực ầm ầm nổ tung. Đan điền cũng nổ. Chỉ còn lại một hơi thở, thoi thóp. Anh rút chân lại, dẫm ở trên đất, giọng nói như thần chất của Diệp Bắc Minh vang lên, cảnh giới siêu phàm. Hửm. Ông giả bộ cái gì? Tiếp tục xem kịch đi chứ. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người cũng không kịp phản ứng. Chỉ có Từ Biệt Vân mặt đầy kinh hoàng, một ngón tay chỉ vào Diệp Bắc Minh, mày. Mày. Diệp Bắc Minh nhìn xuống Từ Biệt Vân, khóe miệng cong lên thành một nụ cười lạnh nhạt, cảnh giới siêu phàm, cũng chỉ thế thôi. Bộp. Anh nhấc chân lên giẫm một cái, cơ thể Từ Biệt Vân chia năm xẻ bảy. Lâm Bách Hùng kêu thảm, Từ lão. Chấm. Lục Lâm Xuyên sợ hãi ngã ngồi trên đất, đây là nhân vật lớn của 3000 thế giới. Sao hắn dám chứ? A. À. Diệp Nguyệt Thiền hét lên một tiếng rồi bịt chặt miệng lại. Diệp Thương Thiên và mấy lão tổ nhà họ Diệp hoàn toàn hóa đá tại chỗ, lẩm bẩm trong miệng, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thạch Trung Hà sợ hãi đứng bật dậy khỏi ghế thái sư. Lão ta không còn bình tĩnh như lúc đầu được nữa. Khóe miệng lão ta co rút, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt nghiêm túc, không ngừng lui về phía sau. Thằng danh, mày thật sự là Diệp Bắc Minh sao? Diệp Bắc Minh lãnh đạm lên tiếng, ông có hai cái lựa chọn. Thứ nhất, ra tay hoặc là chạy thoát thân, tôi bảo đảm sẽ giết chết ông trong vòng 3 nhịp thở. Thứ hai, quỳ xuống, chờ tôi diệt nhà họ Tần, nhà họ Lâm, nhà họ Lục xong sẽ hỏi ông mấy vấn đề. Bảo lão ta quỳ xuống. Đáng chết. Con người của Thạch Trung Hà hung hăng co rút lại. Những người khác nghe được, như thấy sóng gió ập đến. Người này muốn tiêu diệt 3 nhà Tần Lâm Lục sao? Đúng là nói vớ vẩn. Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói, giờ nói lựa chọn của ông đi. Mày. Trong lòng Thạch Trung Hà dấy lên một cơn giận ngút trời. Lúc lão ta đang chuẩn bị liều chết đánh một trận lại phát hiện Diệp Bắc Minh nở cười nhạt khinh thường. Lúc này, Thạch Trung Hà chỉ có một suy nghĩ. Nếu mình phản kháng, nhất định sẽ chết nhanh hơn cả Từ Biệt Vân. Rầm. Đầu gối Thạch Trung Hà mềm nhũn, lão ta quỳ xuống đất không chút do dự, cậu Diệp, tôi chọn quỳ xuống. Cả đại sảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Thạch Trung Hà. Không ai nghĩ tới, lão ta lại quỳ thật. Đây chính là cảnh giới siêu phàm đó. Diệp Bắc Minh đi tới trước mặt Tần Hồng Bân, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn ông ta, là các người sai quỷ sát môn và Thiên Vũ Tông đuổi giết mẹ và sư tỷ của tôi đúng không? Tần Hồng Bân nằm trên đất, cực kỳ oán độc ngẩng đầu lên, Diệp Bắc Minh, lão phu một mình làm, một mình nhận. Không sai, là lão phu sai bọn họ làm. Mày giết tao đi. Nhưng đừng trách lão phu không nhắc nhở mày, nhà họ Tần Thái Cổ không dễ chọc đâu. Lão ta biết mình nhất định phải chết, bây giờ xin tha cũng vô ích. Không bằng cứng rắn lên. Diệp Bắc Minh khẽ mỉm cười, đúng dịp. Tôi lại muốn thử xem gia tộc Thái Cổ không dễ chọc đến mức nào. Anh đạp một cái, đầu Tần Hồng Bân nổ tung. Đây, chấm. Tim mọi người co thắt lại. Diệp Bắc Minh nhìn qua Lâm Bách Hùng và Lục Lâm Xuyên, các người chọn tự bạo đan điền, hay là chảy khô máu. Sắc mặt Lâm Bách Hùng trắng bệch, cậu Diệp, chúng tôi chọn nhận sai. Lục Lâm Xuyên len lén bóp vỡ một miếng ngọc bội, cậu Diệp, cậu đại nhân đại lượng, chúng tôi có thể bồi thường cho cậu. Bất kể cậu yêu cầu gì cũng được. Diệp Bắc Minh cười nói, thật sự là yêu cầu gì cũng được sao. Lâm Bách Hùng và Lục Lâm Xuyên mừng rỡ. Vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, bất kể yêu cầu gì cũng được. Chỉ cần cậu Diệp nói ra, chúng tôi đều đồng ý. Diệp Bắc Minh gật đầu, tôi chỉ có một yêu cầu, các người lập tức hạ lệnh. Bảo tất cả người trong gia tộc nhà các người tự vẫn, tránh để tôi tự ra tay. Cái gì? Lâm Bách Hùng và Lục Lâm Xuyên đều ngây người. Cả đại điện lập tức yên tĩnh. Sắc mặt Lâm Bách Hùng trở nên cực kỳ khó coi. Lão ta thấp giọng gào thét, Diệp Bắc Minh, mày đang đùa chúng tao sao? Diệp Bắc Minh cười một tiếng, ông đoán đúng rồi. Anh bước tới trước mặt Lâm Bách Hùng, một quyền đánh vỡ đan điền của lão ta.
Anh đạp chân lên đầu lão ta, tôi đùa bỡn các người đó, không được sao? Cơn đau khiến Lâm Bách Hùng nằm trên đất, cơ thể không ngừng co quắp. Lão ta khuất phục khẽ gào lên, Diệp Bắc Minh, mày ức hiếp người quá đáng. Diệp Bắc Minh cười to, tôi ức hiếp người quá đáng đấy, không phải gia tộc Thái Cổ rất mạnh sao? Đuổi giết mẹ tôi, giết sư tỷ của tôi. Chết đi cho bố mày. Anh đạp một cái. Lâm Bách Hùng sợ hãi kêu thảm thiết, đừng. Một mảnh huyết vụ nổ tung. Xa xa, Lục Lâm Xuyên cất giọng trầm thấp, các vị, các người đều thấy rồi chứ. Người này đã hoàn toàn mê muội, hắn thật độc ác. Hôm nay người này muốn giết chúng tôi, ngày mai sẽ muốn giết các người. Lão ta vừa dứt lời, mọi người trong đại điện bàn tán sôi nổi. Giây tiếp theo. Một người đàn ông trung niên đi ra khỏi đám người, Diệp Bắc Minh, mày làm thế thật quá đáng. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nói, ông lại là ai? Người đàn ông trung niên ngẩng đầu ưỡn ngực, chắp tay nói, người đứng đầu Y Thần Môn, Hồng Như Hải. Diệp Bắc Minh tự cao tự đại liếc qua tất cả mọi người trong đại điện, còn có ai muốn nói giúp cho bọn họ không? Không sợ chết có thể đứng ra. Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều bị chọc giận. Người này quá kiêu ngạo. Giây tiếp theo. Mười mấy thế lực đại diện tiến lên một bước, rối rít lên tiếng. Diệp Bắc Minh mày coi chỗ này là chỗ nào? Sát tâm của mày quá nặng, ba nhà Tần Lâm Lục đều nói có thể bồi thường cho mày. Mày lại còn muốn đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là tha tha được thì nên tha sao? Ngươi tùy tiện giết người như thế, không tuân theo quy củ, ở đây không có ai đồng ý cả. Những người này đều là cao thủ cảnh giới chân linh, thân phận tôn quý. Mười mấy người đại diện cho mười mấy thế lực. Bọn họ không tin, Diệp Bắc Minh dám một mình đắc tội nhiều thực lực đứng đầu như vậy. Cho nên, họ đứng lên không sợ hãi. Trong đám người, Diệp Thương Thiên vừa định nói chuyện. Một bên, Diệp Nguyệt Thiền vội vàng ngăn cản, lão tổ, đừng. Cô ta điên cuồng lắc đầu. Diệp Thương Thiên nhướng mày, Thiền Nhi, hắn làm như vậy rất quá đáng. Diệp Nguyệt Thiền tỏ vẻ cầu khẩn, lão tổ, đừng nói. Tại sao? Diệp Thương Thiên do dự. Nhưng vào lúc này, Diệp Bắc Minh bắt đầu hành động. Anh giống như ma quỷ, xuất hiện phía trước Hồng Như Hải. Anh túm lấy cổ lão ta. Cảm giác hít thở không thông truyền tới. Sắc mặt Hồng Như Hải thay đổi, mày. Mày muốn làm gì? Diệp Bắc Minh mỉm cười, không phải tôi đã nói, ai dám xin tha cho họ, đều giết hết rồi sao? Hình như ông không nhớ. Đừng! Hồng Như Hải bối rối. Ông ta là thần y, bao nhiêu người tu võ đều nịnh nọt ông ta. Lúc này rơi vào tay Diệp Bắc Minh, ông ta phát hiện mình không bằng một con kiến. Diệp Bắc Minh nắm chặt năm ngón tay, hai con hắc long cuốn tới. Hung hăng đụng vào nhau. Phụt. Giữa hai con hắc long, Hồng Như Hải hóa thành một mảnh huyết vụ. Sư phụ. Môn chủ, không. Người của Y Thần Môn kêu to, oán độc nhìn Diệp Bắc Minh. Đau lòng thế à, vậy thì đi theo ông ta đi. Diệp Bắc Minh giơ tay lên, một kiếm chém vào đám người, tất cả người của Y Thần Môn đều hóa thành huyết vụ. Diệp Bắc Minh chuyển ánh mắt. Nhìn về phía đám người còn lại, còn có các người, không phục thì chôn chung. Giây tiếp theo. Anh lao về phía đám người kia như thần chết, kiếm đoạn long xuất hiện ở trong tay. Điên cuồng thu hoạch. A. À. Đừng. Thằng khốn kia, sao mày dám, tao là môn chủ Thiên Cực Môn. Lưu Vân Điện sẽ không bỏ qua cho mày. Trong những tiếng kêu thảm thiết, đám người vừa mắng chửi đều hóa thành huyết vụ. Hít. Tiếng hút khí lạnh vang lên. Trái tim tất cả mọi người đều run rẩy, gần như ngừng đập. Diệp Thương Thiên trố mắt nghẹn họng, cái này, Thiền Nhi, cậu ta. Những người này đều là cảnh giới chân linh đó, lại bị Diệp Bắc Minh giết chết trong nháy mắt. Nếu như đổi lại là lão ta, Diệp Bắc Minh sẽ giết lão ta sao? Nghĩ đến đây, Diệp Thương Thiên thầm sợ hãi. Ánh mắt Diệp Nguyệt Thiền vô cùng kiên định. Cô ta nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Trái tim cô ta đập thình thịch, quả nhiên,
quả quyết sát phạt giống y như cha nó. Cả đại sảnh im lặng. Không ai dám nói lời nào. Trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ, người này quá kinh khủng, quả quyết sát phạt như thế, còn có ai có thể trị hắn. Trong lúc mọi người im lặng, Diệp Bắc Minh mỉm cười nhìn Lục Lâm Xuyên, đến phiên ông đó, ông chọn tự bạo đan điền, hay là chảy khô máu. Tao, mày, chấm. Lục Lâm Xuyên sợ hãi gần như tan vỡ. Bỗng nhiên, mấy giọng nói già nua truyền tới, thằng nhãi danh, mày đúng là tàn nhẫn, những người khách này không thù không oán với mày, mày lại giết tất cả. Còn muốn tiêu diệt gia tộc Thái Cổ của bọn tao, mày cho rằng mày có thể làm sằng làm bậy sao? Diệp Bắc Minh, dù mày có chết trăm vạn lần, cũng không thể nào rửa sạch tội nghiệt trên người mày. Thằng nhãi nhà mày đến lúc chết rồi. Lời nói vừa xong, 99 người già nua xuất hiện ở cửa đại điện. Một cổ khí tức kinh khủng giống như vực sâu vậy tản ra. Đây là... Đồng tử của Diệp Thương Thiên hung hăng co rút lại, Tần Long Đào, Lâm Đẳng Nhàn, Lục Lôi Vân. Những lão quái vật này, bọn họ quả nhiên chưa chết. Lục Lâm Xuyên thấy 9 người đó, suýt chút nữa kích động mà khóc lên, lão tổ, các vị các tiền bối, mau. Mau giết thằng danh này đi. Các gia tộc Thái Cổ còn lại cũng kêu rên theo. Lão tổ, hu hu hu, rốt cuộc các vị cũng tới rồi. Thằng danh này nói năng cuồng ngôn, lại còn nói muốn tiêu diệt gia tộc Thái Cổ của chúng ta. Giết, giết, giết hắn, hu hu hu, chấm. Diệp Bắc Minh quát lớn, đều khóc to lên cho tôi, chưa ăn cơm phải không? Mẹ nó, chấm. Khách khứa trong điện hoảng sợ há to miệng. Ngang ngược. Thật mẹ nó ngang ngược. Tần Long Đào đen mặt lại, trán nổi lên gân xanh, đừng cho thằng danh này bất kỳ cơ hội nào, dùng thủ đoạn mạnh nhất, trực tiếp đánh hắn thành huyết phụ. Giết. 9 tiếng gào thét đồng thời vang lên, toàn bộ Nguyên Long Thành đều ảm đạm thất sắc. Một cổ khí tức nghiền ép tới như núi lửa bùng nổ. Nếu là cảnh giới giới chủ thông thường, đã sớm bị cổ khí tức đó nghiền thành huyết phụ. Diệp Bắc Minh lại cười ngạo nghễ, tới thật đúng lúc, tôi đang chờ các ông đó. Thiên ma cửu biến, ma long giáng thế. Dứt lời, cuồng phong nổi lên, toàn bộ đại điện lập tức hóa thành địa ngục tu la. Tiếng quỷ khóc sói tru vang lên. Cũng trong lúc đó, ma khí trên người Diệp Bắc Minh giống như là núi lửa phun trào, điên cuồng trào ra. Gào! Tiếng rồng ngâm vang lên, 9 con ma long màu đen xuất hiện. Chúng chia ra xông về phía 9 lão già, một cổ uy áp vô địch bùng nổ. Trong chớp mắt, 9 lão già của gia tộc Thái Cổ hoảng sợ phát hiện, khí tức của mình lại bị 9 con ma long trấn áp. Giây! 9 con ma long lao xuống. Long thân quấn quanh. Làm sao có thể? Đây là thế nào? Chân nguyên của tôi không dùng được. Chấm. Trong mắt của 9 lão già tràn đầy tia máu, cả người bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm. Xong rồi. Chấm. Dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, Diệp Bắc Minh đi tới giống như thần chết, làm mẹ tôi bị thương, giết sư tỷ của tôi. Ba gia tộc Thái Cổ nhà các người đều bị diệt. Giọng anh như truyền tới từ địa ngục cửu u. Không cho phép người ta nghi ngờ. Anh giơ tay lên, hướng về phía 9 lão già, nắm chặt. Trên người mỗi người đều bay ra một giọt máu tươi. Bù! Máu tươi cháy. Giây tiếp theo. Lục Lâm Xuyên hoảng sợ phát hiện, trên người mình đột nhiên bốc cháy. A, lão tổ, cứu con. Chỉ trong phút chốc, Lục Lâm Xuyên bị ngọn lửa cắn nuốt. Chuyện gì vậy? Mọi người trố mắt nhìn nhau. Không ai ra tay với Lục Lâm Xuyên mà. Đột nhiên. Trong đại điện, những người khác của ba nhà Tần Lâm Lục cũng giống như vậy, trên người nổi lửa thiêu đốt cơ thể. Trong tiếng kêu thảm thiết, bọn họ hóa thành một mảnh cho bụi. Đồng thời, người 9 lão già đều chảy và bốc cháy, trong ngọn lửa hiện lên hình vẽ. Lại đều là người của tam đại gia tộc Thái Cổ. Lúc này, lửa cháy trên người họ, bọn họ như rơi vào địa ngục tu la. Diệp Thương Thiên hít một ngụm khí lạnh, đây là huyết mạch chú sát. Cái gì, hắn dùng huyết mạch chú sát với các gia tộc Thái Cổ sao?
Tất cả mọi người không hẹn mà cùng run rẩy. Phải chết bao nhiêu người chứ? Hít. Tất cả khách ở đại điện đều sợ hãi cực độ. Tất cả đều ý thức được, không ngừng lui về phía sau, mãi đến khi lưng dán vào vách đại điện. Nỗi sợ hãi vô hình bao phủ tất cả mọi người. Đôi môi của Diệp Thương Thiên run rẩy, hắn thật muốn tiêu diệt tam đại gia tộc Thái Cổ sao? Cơ thể yêu kiều của Diệp Nguyệt Thiền run rẩy, lão tổ, đây. Chuyện này chưa chắc không phải là chuyện tốt. Sau này chỉ còn một gia tộc Thái Cổ là chúng ta thôi. Chấm. Nhưng mà, chấm. Diệp Thương Thiên không ngừng run rẩy. Ánh lửa chiếu vào khuôn mặt già nua của lão ta không nói được câu nào. Không. Con trai, cháu ơi. Chấm. Diệp Bắc Minh, mày chết không được tử tế. Tao nguyền rủa mày, tao nguyền rủa nhà họ Diệp, tao nguyền rủa hoa tộc. Từng tiếng gào tuyệt vọng vang lên. Chỉ chốc lát sau, đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Nhân số đã ít đi một nửa, đều là người của tam đại gia tộc Thái Cổ. Giờ phút này, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào thanh niên không coi ai ra gì kia. Trong lòng họ chỉ có hai chữ, sát thần. Sát thần thật sự. Diệp Bắc Minh xoay người, kéo một cái ghế thái sư, ngồi xuống, tôi không có kiên nhẫn, ông tự nói, hay tôi hỏi. Thạch Trung Hà bò qua như một con chó. Bộp bộp bộp. Đầu lão ta điên cuồng đập xuống mặt đất, giọng nói cũng run rẩy, đại nhân. Tôi tự nói, tôi biết cậu muốn biết cái gì. Mọi người hoàn toàn ngây người. Đây chính là cảnh giới siêu phàm đó. Ở trước mặt người này lại giống như một con chó, thật chẳng khác gì nằm mơ. Là nhà họ Phương sai chúng tôi tới thánh vực, mục đích chính là khiến tàn dư của nhà họ Diệp. Chấm. À không không, đuổi tận giết tuyệt người nhà họ Diệp. Tôi và Từ Biệt Vân căn bản không quan tâm chuyện này, cho nên cứ ở lại chỗ các gia tộc Thái Cổ, giao chuyện đuổi giết cho bọn họ làm là được. Đến khi nhà họ Diệp bị tiêu diệt hoàn toàn, chúng tôi trở về báo cáo với nhà họ Phương. Diệp Bắc Minh híp mắt lại, nhà họ Phương. Thứ nhất, 99 sư phụ chết vì nhà họ Phương. Thứ hai, sư phụ Long Đế hy sinh bản thân mới cản được mấy lão quái vật nhà họ Phương cho anh. Thứ ba, ngay cả kiếm càn khôn chấn ngục, cũng bị người nhà họ Phương nhân cơ hội mang đi. Một cổ sát ý kinh thiên ngưng tụ, dọa Thạch Trung Hà không ngừng phát run. Giọng Diệp Bắc Minh trầm xuống, thanh kiếm nhà họ Phương mang về từ chiến trường Thái Cổ, bây giờ ở đâu? Thạch Trung Hà nói nhanh, đại nhân, tôi biết thanh kiếm đó. Thanh kiếm đó rất kinh khủng, Phương Nguyên lợi dụng thanh kiếm ấy có thể vượt qua ba đại cảnh giới để giết địch. Trong đầu Diệp Bắc Minh hiện lên bóng dáng một thanh niên, Phương Nguyên. Thạch Trung Hà điên cuồng gật đầu, đúng đúng đúng, chính là người này. Bây giờ Phương Nguyên ở nhà họ Phương không ai bì nổi, ngày mai chính là ngày cưới của hắn. Nghe Phương Nguyên nói, hắn cưới xong còn phải tham gia đại hội chân võ, tự tin có thể giành được top 10. Diệp Bắc Minh nghi ngờ, đám cưới. Thạch Trung Hà trả lời, đúng vậy, Phương Nguyên và thần nữ Túc Hoàng của Hoàng Cực Điện ngày mai sẽ làm đám cưới. Diệp Bắc Minh cười nói, vừa khéo, tôi tặng hắn một món quà. Anh chuyển đề tài, ông nói đại hội chân võ là thế nào? Thạch Trung Hà vội vàng giải thích, đây là trận chiến võ đạo đài 100.000 năm một lần của thế giới Tam Thiên, được gọi là thịnh hội đệ nhất thiên hạ. 3.000 thế giới, 3.000 đại lục. Chỉ cần là thanh niên thì đều có thể tham gia, mỗi 100.000 năm, thiên bảng cũng đổi mới một lần vì thịnh hội này. Thiên bảng. Đồng tử của Diệp Bắc Minh đông lại. Dám lấy chữ thiên, làm tên, nhất định không đơn giản. Nói tới thiên bảng, ánh mắt Thạch Trung Hà như lửa nóng, bảng danh sách này chỉ có 1.000 người, chia ra tương ứng với 3.000 thế giới. Nói cách khác, mỗi một đại lục nhiều nhất có 3 thanh niên tiến vào thiên bảng. Chiến ý của Diệp Bắc Minh dâng cao, vậy thì, thiên bảng gần như bao hàm tất cả thanh niên top 3 của 3.000 thế giới. Có thể nói như vậy. Thạch Trung Hà trả lời. Diệp Bắc Minh gật đầu như có điều suy nghĩ, chợt cười to, nếu như ngày mai tôi đến đám cưới của Phương Nguyên. Giết hắn trước mọi người, lại lấy kiếm của tôi, thì có tư cách vào thiên bảng hay không?
Thạch Trung Hà hoàn toàn ngây người, hoảng sợ cả người run rẩy, đại nhân, cậu muốn, chấm. Cậu muốn giết Phương Nguyên trước mặt mọi người, chấm. Diệp Bắc Minh giơ tay lên vỗ một trưởng xuống, tiếng rồng ngâm vang lên, chúc mừng ông đoán đúng rồi. Phụt. Thạch Trung Hà hóa thành một mảnh huyết vụ ngay ở đó. Tất cả mọi người đều kiêng kỵ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, mức độ quả quyết sát phạt của người này. Khiến người ta không lạnh mà run. E rằng từ hôm nay cái danh sát thần sẽ uy chấn toàn bộ thánh vực liễu. Trong cảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Giây tiếp theo. Giọng nói lạnh lùng của sát thần vang lên, các người còn có thời gian một ly trà để rời đi. Diệp Thương Thiên sửng sốt, vội vàng hỏi, cậu Diệp, cậu muốn làm gì? Diệp Bắc Minh không trả lời, tay cầm kiếm Đoạn Long, một kiếm chém ra. Người trong đại điện sợ hãi điên cuồng lui về phía sau, nhưng lại kinh ngạc phát hiện. Một kiếm này cũng không hướng về phía bọn họ, mà chém xuống mặt đất. Gạch trong đại điện ầm ầm nổ tung, hiện lên một vết nứt kinh khủng. Đen nhánh như vực sâu. Ánh mắt Diệp Bắc Minh cứng lại, anh không chút do dự, bước vào trong đó. Diệp Nguyệt Thiền sửng sốt, lão tổ, hắn có ý gì? Diệp Thương Thiên như nghĩ tới điều gì đó, nét mặt già nua đột nhiên biến sắc, không tốt, bên dưới chủ điện này chính là long mạch của Nguyên Long Thành. Hắn đang nhắm vào long mạch của Nguyên Long Thành. Long mạch. Người trong đại điện đều sửng sốt. Đột nhiên. Growl. Dưới đất truyền tới tiếng rồng ngâm vô tận, cả Nguyên Long Thành rung lắc điên cuồng. Bốn phía của đại điện này đều nứt toác, giống như động đất đánh tới. Mọi người đi mau, đại điện sắp sập rồi. Mọi người lao ra đại điện trong nháy mắt, tiếng đổ vỡ vang to. Đại điện ầm ầm sụp đổ, bụi mù cuốn lên đầy trời. Growl. Một long mạch màu vàng lao ra khỏi lớp bụi, nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Ngay sau đó, một bàn tay đen theo sát phía sau, túm chặt lấy cổ của long mạch như bắt lươn, bắt nó trở về. Growl. Tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc dưới đất, sóng âm kinh khủng không ngừng truyền ra. Một lát sau, rốt cuộc an tĩnh lại. Bụi mù khắp trời tản đi, vị trí vốn là đại điện lõm xuống mấy trăm mét. Một thanh niên đứng chắp tay, mặt đầy tò mò nhìn một bia đá cổ xưa phía trước. Cao trăm mét, rộng hơn 10 mét. Giống như một thanh kiếm sắc bén, xông thẳng bầu trời. Đó là cái gì? Dưới đại điện của Nguyên Long Thành, sao lại có một bia đá? Mau nhìn đi, trên bia đá có chữ. Mọi người cách quá xa. Khoảng hơn ngàn mét. Chỉ có thể loáng thoáng thấy trên bia đá trên có chữ, nhưng không biết cụ thể viết cái gì. Lúc Diệp Bắc Minh nhìn thấy chữ trên bia đá, trong lòng dâng nỗi kinh hoàng, tiểu tháp, chữ viết này. Chấm. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời khẳng định, là Thái Cổ Kim Thư, giống chữ viết trên hai trang giấy xé trên tay cậu như đúc. Đây cũng là Thái Cổ Kim Thư hoàn chỉnh, hai trang trong tay cậu được người ta ghi chép lại, chia làm 12 tờ. Hơn nữa, sau khi bổn tháp khôi phục được 1% thực lực, đã nhớ rốt cuộc những chữ đó là gì rồi. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, cái gì? Đây chữ gì? Thần văn. Thần văn. Không sai. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khẳng định, đây là chữ viết của thần linh, tuyệt đối không phải loại người tu võ bình thường có thể đọc được. Những chữ viết này, hàm chứa các loại quy luật. Diệp Bắc Minh thở dồn dập, tiểu tháp. Phía trên viết cái gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mở miệng, quy luật hỗn độn. Phía trên ghi chép quy luật thời gian và không gian. Mẹ nó! Diệp Bắc Minh hít một ngụm khí lạnh, ngay cả anh cũng đang khẽ run. Thời gian và không gian là quy luật mạnh nhất thế giới. Dưới quy luật, bất kỳ vũ khí nào cũng đều là giả. Rốt cuộc là ai đặt bia đá này ở đây? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục suy nghĩ một lát mới nói bằng giọng hơi mệt mỏi, trong ý thức của tôi xuất hiện một bóng dáng mơ hồ, hình như chính là hắn. Chấm. Một suy nghĩ lóe lên. Diệp Bắc Minh và Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cùng chung cảm giác. Trước mắt hiện lên một hình ảnh, một thanh y nam tử từ trên trời đi xuống. Hắn giơ tay lên bỏ bia đá xuống, chôn ở mảnh đất này. Sau khi làm xong,
hắn lại còn nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Chỉ một ánh mắt đó thôi. Diệp Bắc Minh run lên, hắn có thể nhìn thấy tôi sao? Làm sao có thể, chuyện này xảy ra ít nhất cũng mấy triệu năm trước, thậm chí là hơn 10 triệu năm rồi. Thanh y nam tử lộ ra một nụ cười đầy thâm ý. Hắn tiện tay xé không gian rồi rời đi. Trong lòng Diệp Bắc Minh dâng lên sóng gió kinh hoàng, anh nhìn chằm chằm bia đá quy luật hỗn độn trước mắt, tiểu tháp, người đàn ông đó là ai? Chẳng lẽ là chủ nhân đầu tiên của tháp Càn Khôn Trấn Ngục sao? Giọng nói của tháp Càn Khôn Trấn Ngục hơi mệt mỏi, không biết, tôi thật sự không biết. Tôi, hình như tôi đã chạm vào một vài nơi cấm kỵ rồi. Chỉ cần vừa nghĩ tới, thần hồn sẽ vô cùng đau nhức. Có người phong tỏa thần hồn của tôi, không biết người đó là ai. Diệp Bắc Minh suy nghĩ rồi nói, bất kể hắn là ai, ít nhất cũng không phải người bình thường. Mục đích hắn để lại bia đá ở đây là gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mở miệng, bất kể mục đích là gì, quy luật thời gian và không gian trên bia đá, cậu nên học. Thu bia đá quy luật hỗn độn vào thế giới nhỏ bên cạnh cậu đi. Được. Diệp Bắc Minh suy nghĩ, thu bia đá quy luật hỗn độn vào thế giới nhỏ mang theo bên mình. Đến khi đám người Diệp Thương Thiên, Diệp Nguyệt Thiền xông tới. Diệp Bắc Minh đã biến mất cùng với bia đá quy luật hỗn độn. Chấm. Trong thế giới nhỏ mang bên mình. Bia đá quy luật hỗn độn cao vút, xung quanh có 36 long mạch quanh quẩn bay lượn. Tất cả long mạch dưới đất Nguyên Long Thành đều bị Diệp Bắc Minh thu vào trong đó. Diệp Bắc Minh đứng trước bia đá quy luật hỗn độn. Không biết qua bao lâu, giọng của tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, nhóc con, cậu đã đứng trước bia đá quy luật hỗn độn nửa giờ rồi. Đã lĩnh ngộ quy luật thời gian và không gian trên đó chưa? Diệp Bắc Minh thở dài lắc đầu, quá khó khăn. Ha ha ha! Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vô cùng hưng phấn cười to, nhóc con, rốt cuộc cũng gặp được thứ khiến cậu khó khăn rồi. Trước kia cậu học tập các loại võ, căn bản đều giải quyết trong một giờ. Thiếu chút nữa làm cho bổn tháp hoài nghi cuộc đời, bây giờ rốt cuộc cậu cũng bị đả kích rồi đúng không? Sướng ghê! Diệp Bắc Minh lại cười nói, tôi chỉ nói khó thôi, không nói tôi không lĩnh ngộ được mà. Cậu nói gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục kinh hãi cậu. Cậu lĩnh ngộ rồi. Diệp Bắc Minh tùy ý gật đầu, coi như là lĩnh ngộ một chút. Mẹ nó. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trực tiếp chửi tục, thằng nhóc, cậu con mẹ nó gạt người sao? Đây chính là quy luật thời gian và không gian, sao cậu có thể lĩnh ngộ trong vòng nửa tiếng chứ? Dù cậu có là yêu nghiệt, cũng không thể yêu nghiệt như thế. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi cũng không biết là thế nào nữa, tôi nhìn mấy thứ này một lần. Trong đầu đã lập tức toát ra rất nhiều ý nghĩ, như thể trước kia tôi đã từng học. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cả kinh, cái gì? Diệp Bắc Minh như không phát hiện ra sự khác thường của tiểu tháp. Anh nói, quy luật thời gian, nói trắng ra là chính là tốc độ. Tốc độ của tôi chẳng những tăng lên 100 lần, đồng thời còn có thêm một năng lực khác. Chỉ cần tôi tập trung tinh thần, ở trong mắt tôi, tốc độ của người khác sẽ vô cùng chậm. Anh khẽ quát, hình nộm, đi ra. Ngay sau đó, hình nộm xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Anh trực tiếp hạ lệnh, giết tao đi. Vèo, hình nộm không do dự chút, vận dụng ảnh thuấn, lập tức xuất hiện phía trước Diệp Bắc Minh. Nó giơ tay lên, một quyền đánh ra. Growl. Tiếng rồng ngâm vang lên, sau lưng thậm chí hiện lên 9 con hắc long, khí thế kinh người. Trong mắt người khác, tốc độ của hình nộm cực kỳ kinh khủng. Nhưng trong mắt Diệp Bắc Minh, tốc độ của hình nộm còn chậm hơn kiến. Một quyền đánh trả hình nộm. Phanh, 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 chấm. Chỉ trong chớp mắt, hình nộm bay ra ngoài, ầm ầm tan vỡ. Hít. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hít một ngụm khí lạnh, nhóc con, tốc độ thật nhanh. Tốc độ của hình nộm đã đến cực hạn. Cậu lại còn có thể liên tục đánh ra 10 mấy quyền. Diệp Bắc Minh lắc đầu, sai rồi. Vừa rồi tôi ra tay tổng cộng 100 lần. Đờ mờ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục tức giận mắng, 100 lần. Ông ta hoàn toàn kích động, dù không cần bổn tháp xuất thủ,
trong nháy mắt cậu cũng có thể đánh cảnh giới siêu phàm 100 lần. Cũng có thể giết cảnh giới siêu phàm trong nháy mắt rồi. Diệp Bắc Minh gật đầu, đây chính là sức mạnh của quy luật thời gian sao? Ánh mắt anh lóe lên, từ những gì giải thích trên bia đá quy luật hỗn độn, tu luyện quy luật thời gian tới trình độ cao nhất. Chấm. Hình như có thể nghịch chuyển thời không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hỏi, thế quy luật không gian thì sao? Diệp Bắc Minh suy tư một lát, mới chậm rãi mở miệng, quy luật không gian tương đối đặc biệt, tạm thời tôi vẫn chưa có hoàn toàn lĩnh ngộ. Ha 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 ha. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười, xem ra cậu vẫn chưa lĩnh ngộ được, chỉ lĩnh ngộ một nửa thôi. Nhưng, chấm. Diệp Bắc Minh định nói. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục suýt chút nữa đã chửi thề, đờ mờ, nhóc con, cậu nói hết một lượt luôn được không? Diệp Bắc Minh mở miệng, chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng cũng hiểu sơ sơ rồi. Nói xong, anh bước tới mép thế giới nhỏ. Anh cầm ra kiếm đoạn long, khắc mấy phù văn cổ xưa xuống đất. Giây tiếp theo. Bù. Phù văn sáng lên, một luồng sức mạnh không gian nổi lên. Cảnh không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Thế giới nhỏ tùy thân vốn chỉ có 100 mét vuông lại đang mở rộng nhanh chóng. Trong nháy mắt đã hơn 10.000 mét vuông. Con suối trước kia đã biến thành một cái hồ 100 mét. Mặt đất bên cạnh hồ xuất hiện một bụi cỏ nhỏ màu xanh. Trời ơi, chấm. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhìn chằm chằm mà hoàn toàn kinh hãi, nhóc con, lần này cậu nghịch thiên rồi. Diệp Bắc Minh nghi ngờ, sao thế? Không phải chỉ là một bụi cỏ thôi sao? Cái này có gì nghịch thiên đâu? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hít sâu một hơi, nhóc con, một bụi cỏ đại diện cho một sinh mạng. Thế giới nhỏ tùy thân mà cậu sáng tạo ra, bắt đầu từ con số 0, từ 0 tới có. Một sinh mạng vô căn cứ ra đời, cậu biết nó có ý gì không? Cùng lúc đó, thế giới Tam Thiên, nhà họ Phương. Trên đường phố rộng 100 mét đều là người đi đường, họ vây quanh nhà họ Phương thật chặt. Trên quảng trường của nhà họ Phương đã sớm đầy ắp người, khách khứa như mây. Trường Sinh Điện tặng một khối thần thiết ngoại vực. Yêu Thần Cung tặng một viên yêu đan triệu năm. Vạn Cổ Môn tặng 1 tỷ cân thần nguyên, 100 bụi dược liệu 10 vạn năm. Tổ Long Điện tặng 1 miếng vảy rồng. Thiên Đạo Tông tặng 1 bộ võ kỹ cấp đế. Tiếng đọc danh sách quà tặng, từng đợt tiếp từng đợt truyền tới. Đọc khoảng 3 tiếng, vẫn không thấy dừng lại. Phương Vô Đạo và Phương Cửu Lê tiếp đãi khách khứa, cười tâu toét. Đột nhiên. Rào. Tiếng rồng ngâm vang lên trên bầu trời. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, tất cả đều theo bản năng há hốc miệng, trời ơi. Chỉ thấy. Phương Nguyên mặc long bào màu đỏ, tự mình điều khiển xe kéo cửu long tới. Uy phong lẫm liệt. Dưới con mắt của vạn người. Xe kéo cửu long dừng lại trên quảng trường. Phương Nguyên vén cửa xe như cung điện lên. Thị nữ đỡ thần nữ túc hoàng mặc phượng bào màu đỏ đi xuống. Quan lễ nghi lớn tiếng quát lên, giờ lành đã tới, tân nhân đến. Nhà họ Phương, Phương Nguyên, Hoàng Cực Cung, túc hoàng, nghi thức hôn lễ bây giờ bắt đầu. Dưới ánh mắt của mọi người. Phương Nguyên và thần nữ Túc Hoàng từng bước đi lên lễ đài. Túc Hoàng thần nữ cắn răng, Phương Nguyên, anh hèn hạ. Tôi không đồng ý gả cho anh lại dùng loại thủ đoạn này. Giọng nói của cô ta bị tiếng vỗ tay che giấu, chỉ có Phương Nguyên có thể nghe được. Phương Nguyên khẽ mỉm cười, Túc Hoàng, nghe lời. Chỉ cần em ngoan ngoãn gả cho tôi bảo đảm em sẽ không có sao. Nếu em phản kháng. Thì xin lỗi. Giọng của quan lễ nghi truyền tới, nhất bái thiên địa. Phương Nguyên cười nói, bái thiên địa, nào. Túc Hoàng thần nữ đứng ở đó, không nhúc nhích. Phương Nguyên sầm mặt lại, đừng có không biết điều. Đột nhiên. Vèo, 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 chấm. Tiếng xé gió lao tới, có thứ gì đó bay lên lễ đài. Thứ gì bay tới? Là lễ pháo sao? Đến khi mọi người thấy rõ thì đều sợ hết hồn. Lại là trên 100 cái đầu người máu me đầm đìa, đồng loạt rơi lễ trên đài. Một cô gái áo trắng tóc trắng xuất hiện, vợ của Diệp Bắc Minh, Hạ Nhược Tuyết, tặng nhà họ Phương 100 cái đầu.
chúc cậu Phương tân hôn vui vẻ. Hiện trường lập tức yên tĩnh. Mấy trăm ngàn khách toàn đều kinh ngạc há hốc mồm. Dựa vào thực lực và địa vị của nhà họ Phương, những trường hợp như thế này. Lại có người dám tặng 100 cái đầu người trong trường hợp này sao? Người phụ nữ này là ai? Quá điên cuồng rồi. Mặt Phương Nguyên xanh mét, gần như vặn vẹo, chỉ là cảnh giới thần đế, mà lại dám quấy rối hôn lễ của tao. Mắt hắn ta ứ máu, quay đầu hung tợn trợn mắt nhìn đám môn hạ của nhà họ Phương, đám phế vật các người làm ăn cái gì không biết. Sao có thể để cô ta mang đầu đến gần lễ đài? Giết cô ta cho tôi. Một tiếng thét tức giận vang lên. Mấy chục môn hạ nhà họ Phương phản ứng lại. Vừa rồi tất cả bọn họ đều bị 100 cái đầu người làm cho mờ mịt. Hạ Nhược Tuyết điên cuồng cười to, ha ha ha, hôm nay tôi tới đây là để báo thù cho người chồng đã chết của tôi. Muốn giết tôi, nằm mơ đi. Dứt lời, Hạ Nhược Tuyết ngưng tụ chân nguyên toàn thân, đi tới lễ đài. Xa xa, Phương Vô Đạo tức giận kêu lên như sấm, đáng chết, cô ta muốn tự bảo. Nguyên Nhi, mau ngăn cô ta lại. Sau khi biết tin Diệp Bắc Minh chết, Hạ Nhược Tuyết bạc đầu sau một đêm. Hơn 2 năm qua, cô ấy điên cuồng tu luyện. Cuối cùng đã tới cảnh giới thần đế. Nhưng, muốn đối phó với nhà họ Phương thì còn không đủ. Cho nên, Hạ Nhược Tuyết lựa chọn tự bảo trong hôn lễ của Phương Nguyên. Ngay trước mặt nhiều khách khứa như thế, nếu Hạ Nhược Tuyết tự bảo thành công, nhà họ Phương nhất định sẽ mất hết thanh danh. Phương Nguyên cũng sẽ bị nhà họ Phương từ bỏ vì tai tiếng này. Muốn tự bảo, mày con mẹ nó nằm mơ. Phương Nguyên cười dữ tợn, trên người tỏa ra huyết quang đầy trời. Hắn ta đi tới trước Hạ Nhược Tuyết, bàn tay đâm xuyên đan điền của cô ấy, hung hăng bóp vỡ. Chân nguyên Hạ Nhược Tuyết mới vừa ngưng tụ lập tức tiêu tán. Tiện nhân, đám cưới của ông đây, có thể quấy rối được à? Không phải mày muốn chết à? Được thôi, ông đây tác thành cho mày. Thôn thiên thần công, cắn nuốt cho tao. Phương Nguyên gào thét cực kỳ tàn nhẫn. Đồng tử của Hạ Nhược Tuyết lại nhanh chóng già đi. Trong nháy mắt, cô ấy từ một thiếu nữ dạng dỡ hóa thành một bà lão 80-90 tuổi. Phương Nguyên khẽ quát, tiện nhân, chết đi. Bàn tay chợt dùng sức, chuẩn bị đánh nát Hạ Nhược Tuyết. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Phụt, một tiếng rên. A. À. Phương Nguyên không nhịn được kêu thảm một tiếng, hoảng sợ lùi về phía sau. Cánh tay xuyên thấu qua đan điền của Hạ Nhược Tuyết lại bị người ta chặt đứt. Lại là ai thế? Trên quảng trường, khách khứa đều ngẩn ra. Đồng loạt nhìn thanh niên đang ôm Hạ Nhược Tuyết. Thanh niên khàn khàn nói, Nhược Tuyết, em sao thế? Em thật khờ, sao em có thể mạo hiểm như vậy? Hạ Nhược Tuyết còn chưa kịp phản ứng. Thần nữ Túc Hoàng nghe được giọng nói này, lại kích động trực tiếp xốc khăn cô dâu lên, là cậu. Cậu, sao cậu tới đây? Hạ Nhược Tuyết mở đôi mắt đục ngầu ra, cười thê lương, Bắc Minh, là anh à? Em đã chết rồi sao? Quá tốt, rốt cuộc chúng ta cũng gặp nhau. Chấm. Thanh niên này chính là Diệp Bắc Minh. Mặt anh đầy đau lòng, Nhược Tuyết, em chưa chết. Anh sẽ không để cho em chết, cũng không ai có thể giết em. Hiện trường rất yên tĩnh. Mọi người đều lặng lặng nhìn Diệp Bắc Minh. Trong ánh mắt đầy tò mò. Trên hàng ghế khách quý, một cô gái xinh đẹp của Tổ Long Điện tò mò mở miệng, điện hạ. Chuyện này là thế nào? Hôn lễ đang yên lành, sao đột nhiên xảy ra biến cố lớn như vậy? Thanh niên này là ai? Cậu ta và nhà họ Phương có câu chuyện gì không thể nói sao? Cô gái xinh đẹp này lại chỉ là một người giúp việc. Cô gái mà cô ấy đang hầu hạ ở phía trước chỉ hé nửa gương mặt. Mang mặt nạ vàng. Lộ ra một đôi mắt đẹp. Chỉ nhìn nửa gương mặt thôi cũng khiến rất nhiều nam nhân phải ngừng thở, không nhịn được liên tục quay đầu nhìn. Đẹp. Quá đẹp. Xinh đẹp khiến người ta nghẹt thở. Cô gái đeo mặt nạ vàng cất tiếng nói, chúng ta là khách, đây là chuyện riêng của nhà họ Phương, không cần nói nhiều. Thánh nữ của Tổ Long Điện, không rõ tên họ. Dạ, được ạ. Hoàn Nhi gật đầu.
Thanh nữ Tổ Long Điện trầm ngâm, cậu ta cũng có mấy phần dũng khí. Cảnh giới giới chủ, lại dám đại náo hôn lễ nhà họ Phương. Một thanh niên mặc áo gấm ở bàn bên cười khẽ, hữu dũng vô mưu mà thôi. Tôi bảo đảm con kiến hôi này không sống qua 10 nhịp thở. Trần Vô Diễn, Thánh tử Thiên Đạo Tông. Để mời được hai người này tới, nhà họ Phương đã bỏ ra rất nhiều. Hai người này rất rõ ràng không muốn xen vào việc của người khác, chẳng qua là xem cuộc vui. Thánh nữ Tổ Long Điện lắc đầu, biết rõ không thể làm mà vẫn làm, lòng dũng cảm đáng quý. Anh Trần không cần phải nói mát thế chứ. Hơn nữa tôi cảm thấy người này không đơn giản như vậy. Không chừng hắn sẽ chết ở đây. Trần Vô Diễn cười nói, Điện Hạ, nếu cô có ấn tượng tốt với hắn như thế, không bằng chúng ta đánh cuộc đi. Giọng của Thánh nữ Tổ Long Điện trong trẻo lạnh lùng, anh muốn đánh cuộc gì? Trần Vô Diễn mở miệng cười, đánh cuộc con kiến hôi này có thể chết ở đây không? Nếu như hắn chết ở đây, xin Điện Hạ nể mặt, tối nay cùng tôi cùng đi ăn tối. Nếu như hắn sống sót, vật này sẽ là của Điện Hạ. Nói xong, bàn tay lật qua, một hạt ngọc lóe sáng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn ta. Long Nguyên. Đồng tử của Thánh nữ Tổ Long Điện co rút lại. Trần Vô Diễn cười gật đầu, không sai, đây là của một con Tổ Long sống 5 triệu năm rồi tạo hóa để lại Long Nguyên. Điện Hạ, đánh cua không? Ánh mắt Thánh nữ Tổ Long Điện lóe lên. Chợt, cô ta gật đầu, tôi cược với anh. Được. Trước mắt Trần Vô Diễn sáng lên, trong lòng đã bắt đầu ảo tưởng cảnh mình đi ăn tối với Thánh nữ Tổ Long Điện. Lúc này, giọng nói lạnh lùng của Phương Nguyên vang lên, thằng nhãi kia, thế mà mày lại chưa chết. Nhưng mày chưa chết thì đã sao chứ? Dám làm loạn đám cưới của tao, tao sẽ giết mày trước, rồi giết người yêu mày sau. Dứt lời, huyết quang lóe lên từ vết thương của Phương Nguyên. Một cánh tay mới mọc ra. Hắn ta vung tay hô lên, kiếm tới. Không khí xung quanh chấn động, một thanh kiếm màu đen phong cách cổ xưa từ sâu trong nhà họ Phương bay tới, rơi vào tay Phương Nguyên. Chính là kiếm Càn Khôn Trấn Ngục. Giọng Diệp Bắc Minh vang lên, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục, đã lâu không gặp. Mày không về với tao sao? Anh vừa dứt lời, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục giống như tỉnh lại, rung lên thật mạnh. Vèo. Nó hóa thành một luồng sáng đen, trong nháy mắt đã rơi vào tay Diệp Bắc Minh. Nó còn giống như một đứa bé sơ sinh, phát ra tiếng hu hu, như thể đang lấy lòng. Mày. Sắc mặt Phương Nguyên thay đổi, làm sao có thể? Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nhìn Phương Nguyên, giơ tay lên túm không trung. Trên luồng ma khí màu đen bùng nổ, một con ma long màu đen cuốn lấy Phương Nguyên, trực tiếp mang hắn ta tới trước mặt Diệp Bắc Minh. Khách khứa ở đó đều đổi sắc mặt. Trần Vô Diễn sửng sốt, cái gì? Thánh nữ Tổ Long Điện cũng bất ngờ, ồ. Phương Vô Đạo và Phương Cửu Lê còn tưởng rằng Phương Nguyên có thể giải quyết Diệp Bắc Minh, cho nên không ra tay. Lúc này thấy Phương Nguyên bị bắt chỉ trong chớp mắt, họ vội vã nhảy lên lễ đài, thằng danh, buông Nguyên Nhi ra. Phương Cửu Lê nhìn anh bằng ánh mắt cay độc, Diệp Bắc Minh, mày biết mình đang làm gì không? Ngươi dám làm Nguyên Nhi bị thương một cọng tóc gáy. Phương Cửu Lê tao thề, bất kỳ người và gia tộc nào có quen biết mày, toàn bộ đều phải chết không có chỗ chôn. Nhà họ Phương nói được làm được. Diệp Bắc Minh cười, đương nhiên tôi sẽ không đả thương một sợi lông nào của hắn ta. Hừ, coi như mày thức thời. Phương Cửu Lê hừ lạnh một tiếng, cút tới, quỳ. Ông ta còn chưa nói xong. Diệp Bắc Minh tiếp tục nói, bởi vì ông đây muốn lấy mạng hắn ta. Anh dẫm lên đan điền Phương Nguyên, trực tiếp xuyên thấu. Máu tươi phun ra như suối. Nguyên Nhi, Phương Cửu Lê hét lớn. Phương Vô Đạo nghiến răng nghiến lợi, vành mắt sắp nứt, thằng khốn kia, sao mày dám? A, chấm. Phương Nguyên nằm trên đất, đau đớn giãy giụa, mày. Mày dám phế tao? Mày CMN, tao muốn mày chết. Diệp Bắc Minh nhìn xuống Phương Nguyên, sát ý không chút che giấu tấn công tới, một cước này, là vì Nhược Tuyết. Trong nháy mắt, trong tay anh đột nhiên xuất hiện một cây kim. Phụt.
13 cây kim đồng loạt rơi xuống, đâm vào cơ thể Phương Nguyên, đây là vì sư phụ cha đỡ đầu của tao. Một cảm giác đau đến không muốn sống, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Phương Nguyên đau đến mức đầu muốn nổ tung, trên người giống như có tỷ con kiến đang cắn xé, điên cuồng kêu thảm thiết. Đau không, kêu đi. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên điên cuồng, tràn đầy tia máu, cơ thể con người có 830 huyệt đạo, mỗi một huyệt đạo, tao đều có cách khiến mày sống không bằng chết. Ngay sau đó, phụt, lại là 13 cây kim rơi xuống. Đây là sư phụ tàn sát của tao. Phụt, đây là sư phụ đan đế của tao. Phụt, đây là sư phụ độc hoàng của tao. Phụt, đây là sư phụ chiến thần của tao. Cơ thể Phương Nguyên vặn vẹo, đau đến không muốn sống nữa, hắn ta cầu xin tha thứ, đừng mà, cầu xin cậu tha cho tôi đi. Tôi sai rồi. Chấm. Giết tôi đi, giết tôi đi. Diệp Bắc Minh lạnh lùng cười, muốn chết à? Đâu có dễ thế. Phụt. Lại là 13 cây kim rơi xuống. Đây là sư phụ Long Đế của tao. A. À. Tiếng hét Phương Nguyên vô cùng thảm thiết. Tốc độ tay của Diệp Bắc Minh rất nhanh, gần như là trong nháy mắt. Trên người Phương Nguyên đã bị đâm 1.300 cây kim. Rậm rạp chằng chịt. Cả người bị châm thành con nhím. Nét mặt Phương Nguyên cứng đơ, vô cùng kinh hoàng. Đang sống mà đau chết. Lão tổ, cứu con. Chấm. Một hư ảnh lao ra từ cơ thể Phương Nguyên, chính là thần hồn của hắn ta. Diệp Bắc Minh cử động chân, cơ thể của Phương Nguyên nổ tung. Anh bắt lấy thần hồn của hắn ta, thần hồn cũng chôn vùi cho bố mày. Năm ngón tay nắm chặt. Không. Thần hồn của Phương Nguyên kêu thảm rồi hóa thành hư vô. Đồng tử của Phương Vô Đạo bỗng nhiên co lại, tức thiếu chút nữa hộc máu, giết hắn cho lão phu. Chấm chấm. Chấm chấm. Hơn 10 bóng người xông lên lễ đài, hơi thở kinh khủng ập tới, dòng khí cuồn cuộn. Ầm ầm. Một tiếng động long trời lở đất vang lên, lễ đài nổ tung thành mảnh vỡ đầy trời. Vô số khách khứa lui lại. Đằng trước xuất hiện một mảnh đất trống. Hơn 10 lão già cảnh giới siêu phàm liều mình xông tới. Diệp Bắc Minh trực tiếp thu Hạ Nhược Tuyết vào trong thế giới bỏ túi, cầm kiếm Càn Khôn Trấn Ngục trong tay kéo ra một đạo kiếm khí. Chấm chấm chấm. Chiêu thức cuối cùng của Long Đế Quyết, Cửu Tiêu, Đồ Long. Một đạo kiếm khí màu đỏ như máu bộc phát. Lão già cảnh giới siêu phàm xông lên đầu tiên bị đánh bay ra ngoài. Phun ra một ngụm máu tươi. Không thể tưởng tượng nhìn về phía Diệp Bắc Minh, đòn tấn công của cậu có thể so được với cảnh giới siêu phàm. Sao có thể vậy được? Lão ta lau đi máu tươi trên khóe miệng, cẩn thận, thằng này có gì đó kỳ lạ. Mười mấy người trao đổi ánh mắt với nhau, không tùy tiện ra tay. Bọn họ vây quanh Diệp Bắc Minh, đằng đằng sát khí đi tới từ bốn phương tám hướng. Diệp Bắc Minh tập trung tinh thần. Dưới đôi mắt của anh, tốc độ của những lão già cảnh giới siêu phàm trở nên chậm rì rì như ốc sên. Đồng thời, Diệp Bắc Minh gầm nhẹ, tháp nhỏ, nhìn cho kỹ vào. Cho dù không có sự hỗ trợ của ông, tôi cũng có thể giết được cảnh giới siêu phàm. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, được. Vèo. Nhảy ra một bước, dưới sự thêm vào của phép tắc thời gian. Gần như là trong chớp mắt. Diệp Bắc Minh vọt qua giữ đám hơn 10 lão già cảnh giới siêu phàm. Bóng dáng biến mất. Người đâu? Ở phía sau. Tạch. Mười mấy người đồng thời quay đầu, nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Thằng nhóc kia, mày cho rằng mày chạy trốn được sao? Tốc độ thật là nhanh, đáng tiếc. Một lão già mặt đỏ vừa nói xong một câu, cơ thể đột nhiên run lên. Lão ta hoảng sợ che cổ họng của mình. Khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi. Duỗi tay chỉ vào Diệp Bắc Minh, mày. Khẽ nghiêng đầu, đầu lâu chợt rơi xuống đất. Cái gì? Bạn đồng hành kinh ngạc hô lớn, lão Quách. Chấm chấm. Cùng lúc đó, gần như ai ai cũng cảm thấy cổ mình bị đau nhức, nhao nhao che lại yết hầu. Một giây sau, tất cả lão già cảnh giới siêu phàm đều xuất hiện một tơ máu màu đỏ ở vị trí cổ. Phụt. Phụt, phụt, phụt.
mười mấy cái đầu rơi hết xuống đất. Diệp Bắc Minh tiện tay chỉ, nổ, 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 nổ. Mười mấy đầu lâu nổ tung như dưa hấu, thần hồn mai một. Đù mẹ! Mẹ nó, cảnh giới giới chủ chém chết cảnh giới siêu phàm. Muốn lên trời luôn hả? Ngoá, thằng này là ai? Khách khứa tại chỗ hoàn toàn bị cảnh tượng này hù dọa. Hô hấp ai nấy cũng trở nên dồn dập, mặt đỏ tới mang tai. Trường sinh kiếm chủ khiếp sợ đứng lên, sao có thể, hơi thở của cậu ta mới dừng lại ở cảnh giới giới chủ thôi. Vạn yêu vương trừng to mắt, biểu cảm vô cùng ngưng trọng, tốc độ nhanh quá, nhanh hơn 10 lần so với cảnh giới siêu phàm. Thực lực của cậu ta không phải quá mạnh mẽ, chỉ là tốc độ quá nhanh. Chỉ chớp mắt đã chặt đầu người. Vạn cổ môn chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, yêu nghiệt chui ra từ chỗ nào vậy? Diệp Bắc Minh. Chưa từng nghe nói qua cái tên này, chẳng lẽ là người của nhà họ Diệp Thái Cổ? Không chỉ bọn họ, khách khứa còn lại cũng đều chăm chú nhìn vào Diệp Bắc Minh. Thần nữ Túc Hoàng khiếp sợ không thể ngậm miệng, lần đầu tiên gặp cậu ta, ngay cả cao võ là cái gì cậu ta cũng chẳng biết. Giờ đã trưởng thành đến cảnh giới này rồi. Khó trách thanh kiếm này chọn cậu ta làm chủ nhân. Hả? Gương mặt xinh đẹp của thánh nữ Tổ Long Điện lộ vẻ hơi kinh ngạc. Hoàn Nhi bên cạnh che lại miệng nhỏ, điện hạ, tôi bị hoa mắt hả? Những lão già kia thật sự là cảnh giới siêu phàm sao? Thánh nữ Tổ Long Điện gật đầu, không thể giả được, dù là dùng đan dược để tăng lên. Nhưng quả thật là cảnh giới siêu phàm. Trần Vô Diễn híp mắt nhìn, chẳng lẽ mình phải thua sao? Thằng này thế mà có thể chém chết cảnh giới siêu phàm. Với thực lực này đã có thể tiến vào thiên bảng. Đáng tiếc, nếu mình toàn lực ra tay, hoàn toàn tùy tiện giết anh ta. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm vào Phương Vô Đạo và Phương Cửu Lê, cút ra đây, nhận lấy cái chết. Diệp Bắc Minh. Phương Vô Đạo suýt chút nữa cắn nát cả hả răng. Tức giận đến mức chỉ muốn đánh cho một trận. Chấm chấm chấm. Phương Cửu Lê khẽ quát, thân pháp của thằng này có vấn đề, đừng cứng đối cứng với cậu ta. Chúng ta đi trước, mời mấy người đại ca bọn họ rời núi. Hai người đồng thời quay người, không quay đầu, đi thẳng về phía sâu trong nhà họ Phương. Diệp Bắc Minh đang định đuổi theo, giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, nhóc, đừng quên hôm nay cậu đến đây làm gì. Phương Nguyên đã chết, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục cần nắm trong tay. Những người còn lại sau này có thể chậm rãi giết, chỗ sâu trong nhà họ Phương có tồn tại kinh khủng hơn đang bế quan, cậu tùy tiện đuổi theo vào trong sẽ rất nguy hiểm. Diệp Bắc Minh ngẫm lại. Không lựa chọn đuổi theo. Nhóc, Long Nguyên có thể giúp Hạ Nhược Tuyết khôi phục tuổi trẻ. Diệp Bắc Minh gật đầu, tôi đã sớm chú ý đến nó. Bước lên trước. Anh đi thẳng tới trước bàn của Trần Vô Diễn. Chỉ vào Long Nguyên trên bàn, thứ này, tôi muốn. Tạch. Vô số ánh mắt nhìn qua. Trần Vô Diễn trầm mặt, nếu tôi không cho thì sao? Diệp Bắc Minh mỉm cười, tôi chỉ thông báo cho anh, không phải trưng cầu ý kiến của anh. Anh duỗi tay chộp về phía Long Nguyên. Ôi trời ơi! Trần Vô Diễn là thánh tử Thiên Đạo Tông, chẳng phải quả hồng mềm. Tôi chưa từng thấy kẻ nào phách lối như thế. Rất nhiều khách khứa bị dọa sợ, mí mắt giật mạnh. Trần Vô Diễn giận tím mặt, cậu kia, đây là đồ của tôi. Tôi không cho, cậu dám đoạt hả? Cậu thật là to gan. Chưa kịp nói xong câu này. Bịch. Tiếng vang giòn giã truyền đến. Loảng xoảng, Trần Vô Diễn bay ngược ra ngoài, đụng đổ mười mấy cái bàn. Mấy lão già gần như là trống rỗng xuất hiện, bay lên đỡ lấy Trần Vô Diễn đang chật vật. Dám ra tay với thánh tử, mày muốn chết. Hai lão già sâu không lường được bước lên trước, lao về phía Diệp Bắc Minh. Hơi thở kinh khủng bộc phát. Thánh nữ Tổ Long Điện suy tư, dừng tay. Cô ta chợt sải bước chặn trước người Diệp Bắc Minh. Hai lão già sững sờ, lập tức dừng lại, thánh nữ Tổ Long Điện, cô có ý gì? Thánh nữ Tổ Long Điện mở miệng, hai vị tiền bối, xin nghe một lời của tôi. Cô ta nhìn về phía Trần Vô Diễn, Trần Huynh,
vừa rồi chúng ta cá cược với nhau, anh còn nhớ không? Dấu vết dấu ngón tay trên mặt Trần Vô Diễn có thể thấy được rõ ràng, anh ta nhẹ gật đầu. Thánh nữ Tổ Long Điện lạnh nhạt nói tiếp, nếu đã vậy, viên Long Nguyên này hiện tại chính là của tôi. Tôi tặng nó cho cậu Diệp. Trần Huynh, cho tôi chút mặt mũi, thế nào? Ai ai cũng khiếp sợ. Mọi người kinh ngạc nhìn Thánh nữ Tổ Long Điện. Ánh mắt lạnh như băng của Trần Vô Diễn quét nhìn Diệp Bắc Minh, được, tôi cho Điện Hạ mặt mũi. Chỉ cần thằng này quỳ xuống nói xin lỗi với tôi, lại tự tát bản thân 100 bạt tai. Cái tát vừa nãy coi như bỏ qua. Nếu không thì, bản thánh tử nhất định phải làm cho cậu ta sống không bằng chết. Một tát này nếu cứ tính như vậy, Trần Vô Diễn anh ta sẽ trở thành trò cười của khắp 3000 thế giới. Hai lão già tiến lên một bước, hơi thở như hồng hoang mãnh thú nghiền ép xuống, thằng kia, quỳ xuống. Diệp Bắc Minh đang định bảo tháp càn khôn chấn ngục bùng nổ. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, muốn cho con rể của tôi quỳ xuống. Thiên đạo tông các người có đủ tư cách chưa? Chấm chấm chấm. Chấm chấm. Ai? Hai lão già thiên đạo tông đồng thời quay đầu. Chỉ thấy một cô gái ma tộc chậm rãi đi tới, tóc tím mắt xanh, trên người mang theo thái độ kiêu ngạo của một nữ hoàng. Ánh mắt của lão già áo bào trắng từ thiên đạo tông trầm xuống, nữ hoàng Tu La. Diệp Bắc Minh thật sự bất ngờ, không nghĩ tới nữ hoàng Tu La lại đột nhiên xuất hiện. Tiền bối, sao bà lại đến đây? Nữ hoàng Tu La nhìn chằm chằm vào anh, Diệp Bắc Minh, bản hoàng thật sự muốn tát một phát cho cậu chết tươi. Cậu lại dám làm ra loại chuyện đó với con gái tôi, đàn ông dám làm dám chịu. Nếu cậu đã làm chuyện vợ chồng với con gái tôi, hiện tại lập tức quay về Tu La tộc kết hôn cho tôi. Chấm chấm chấm. Diệp Bắc Minh khá là xấu hổ. Công chúa Tu La quả thực đã dùng trong sạch của mình cứu sống anh một lần. Thần nữ Túc Hoàng âm thầm cắn chặt răng, tên khốn khiếp này, lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Ngay cả công chúa của Tu La tộc cũng bắt được. Nhưng nhanh chóng, cô ta cảm thấy không thích hợp. Túc Hoàng ơi là Túc Hoàng, cậu ta tìm phụ nữ thì có liên quan gì đến cô? Đừng có suy nghĩ bậy bạ. Diệp Bắc Minh trưng ra vẻ mặt thành thật, tiền bối, đợi tôi xử lý xong những chuyện trong tay mình, rồi nhất định tự mình giải thích với bà. Nữ hoàng Tu La ngang ngược mở miệng, không cần, loại chuyện nhỏ nhặt này, một câu của bản hoàng là xong. Hiện tại mau đi cùng tôi, không ai dám cản cậu. Thật sao? Lão già mặc áo bào trắng cười lạnh, tiến lên một bước, nữ hoàng Tu La, có lẽ ở tại ma giới bà có chút địa vị. Nhưng bà phải hiểu rằng, đây là 3000 thế giới. Nữ hoàng Tu La cười lạnh, 3000 thế giới thì sao chứ? Nếu các người không phục, quân đội triệu người của Tu La tộc giáng lâm, ai có thể ngăn được? Lão già áo bào trắng lắc đầu, lão phu không tin, Tu La tộc sẽ vì kẻ này mà điều động quân đội triệu người. Lão già áo lam bên cạnh lạnh lẽo nói, nữ hoàng Tu La, bà nói nhảm nhiều quá. Thánh tử thiên đạo tông tôi đã mở lời vàng ngọc, hôm nay tên này chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là quỳ xuống dập đầu, hoặc để mạng lại. Dứt lời cuối cùng, lão già mặc áo lam lật cổ tay. Một thanh kim đao đột nhiên xuất hiện, trong chớp mắt đao khi ngưng tụ thành hình, chém về phía đầu của nữ hoàng Tu La. Nữ hoàng Tu La bình tĩnh đứng tại chỗ, thờ ơ. Cái thá gì, dám ra tay với nữ hoàng của tộc ta. Một giây sau, một uy thế cực kỳ khủng bố ập tới. Một bóng đen giáng từ trên trời xuống, thuận tay tóm lấy kim đao của lão già áo lam thiên đạo tông. Tiếng keng giòn giã vang lên, kim đao nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Cái gì? Lão già mặc áo lam biến sắc. Bóng đen nắm năm ngón tay lại, hóa thành móng vuốt sắc bén chộp về phía lồng ngực của lão ta. Năm vết sau cực sâu xuất hiện, máu me đầm đìa. Lão già áo lam bay ngược ra ngoài mấy chục bước mới dừng lại, lão già áo bào trắng tiến lên đỡ lấy lão ta. Giúp lão ta ổn định bước chân mới không bị ngã. Cậu là ai? Khuôn mặt lão già mặc áo lam khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm bóng đen kia. Với thực lực cảnh giới siêu phàm đỉnh phong của lão ta,
lại bị đánh chật vật như vậy. Bóng đen phun ra hai chữ, Tu La Tộc, ảnh ma. Nghe được hai chữ ảnh ma, hai lão giả Thiên Đạo Tông lui lại mấy bước. Một vài người tu võ khá có tuổi trong đám khách khứa cũng thay đổi sắc mặt theo. Hoàn Nhi kỳ quái hỏi, điện hạ, ảnh ma này là ai? Hình như mọi người đều rất sợ hắn ta. Đôi mắt đẹp của thánh nữ Tổ Long Điện ngưng trọng, ảnh ma, nghe đồn hắn ta ở khắp mọi nơi, chỉ cần là nơi có bóng tối, hắn ta đều có thể đến. Ảnh ma này giết người trong vô hình, 1.000.000 năm trước, rất nhiều chủ nhân tông môn bị ảnh ma này ám sát. Xác suất thành công gần như là 100%, đây là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Nữ hoàng Tu La bình tĩnh lên tiếng, hai vị, các ông còn muốn ngăn cản tôi dẫn cậu ta đi sao? Sắc mặt của lão già mặc áo bào trắng rất khó coi, liếc mắt nhìn Diệp Bắc Minh, nữ hoàng Tu La, bà có thể bảo vệ cho cậu ta nhất thời, chẳng lẽ còn có thể bảo vệ cho cậu ta cả một đời? Lão ta chỉ vào Diệp Bắc Minh, kẻ này, Thiên Đạo Tông tôi chắc chắn phải giết. Trừ phi bà để ảnh ma luôn luôn đi theo bên cạnh cậu ta, nếu không một khi kẻ này đi một mình. Chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Nói xong câu đó, lão già áo bào trắng vung tay lên, chúng ta đi. Mang theo đám người Thiên Đạo Tông quay người bỏ đi. Trần Vô Diễn không nói một lời, cuối cùng bụng mặt quét mắt nhìn Diệp Bắc Minh, xoay người rời đi. Này, Thiên Đạo Tông lại sợ hãi. Thật là chuyện lạ mà. Ảnh ma này mạnh như vậy thật sao? Trong lúc người tu võ tại đó thảo luận. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, tôi để Thiên Đạo Tông các người đi sao? Lời này vừa ra khỏi miệng. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Tạch, tạch, tạch. Hơn 1.000.000 ánh mắt rơi xuống mặt Diệp Bắc Minh, như là gặp phải quỷ. Vừa rồi là anh ta đang nói chuyện. Tất cả mọi người hồ đồ. Đám người lão già áo bào trắng, lão già áo lam, Trần Vô Diễn quay đầu, lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh. Nữ hoàng Tu La nhướng mày, Diệp Bắc Minh, cậu còn muốn làm gì? Bản hoàng đã vì cậu tranh thủ cục diện cực kỳ có lợi cho cậu. Không. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt lắc đầu, tiền bối, bà vẫn chưa đủ hiểu tôi. Diệp Bắc Minh tôi báo thù, từ trước đến nay không để qua đêm, có thù trực tiếp báo tại chỗ. Ánh mắt anh đọng lại, rơi xuống trên người lão già mặc áo bào trắng, Thiên Đạo Tông các người có vẻ như rất trâu bò. Vừa rồi còn bảo tôi quỳ xuống trước thánh tử các ông, dập đầu xin lỗi. Giờ lại uy hiếp tôi, ngay trước mặt tôi nói Thiên Đạo Tông chắc chắn sẽ giết tôi. Và lại nói đi là đi, ông coi tôi như không tồn tại à. Khóe miệng lão già áo bào trắng nở một nụ cười, thằng nhóc, nếu không phải nữ hoàng Tu La làm chỗ dựa của cậu. Cậu có biết, chỉ bằng mấy câu nói đó của cậu, cậu đã là một người chết rồi không? Nghe một lời khuyên của lão phu, khoe khoang phải xem từng trường hợp, cậu nói thêm một chữ nữa lão phu sẽ lập tức giết cậu. Thật thế cơ à? Không hề báo trước, Diệp Bắc Minh động. Một tiếng rồng ngâm vang lên, sau lưng anh, 9 con ma long màu đen bộc phát. Gần như chỉ trong một suy nghĩ, anh đã xuất hiện trước người lão già áo bào trắng. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục trong tay xuyên qua đan điền của lão ta. Mày! Lão già mặc áo bào trắng hoảng sợ, cúi đầu nhìn thoáng qua vị trí đan điền. Lão ta hoàn toàn chẳng thể ngờ được Diệp Bắc Minh lại đột nhiên ra tay, càng không nghĩ tới tốc độ của người này lại kinh khủng đến như vậy. Lão ta vừa cảm nhận được nguy hiểm, Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục đã xuyên thấu đan điền. Những người khác của Thiên Đạo Tông cũng kịp thời phản ứng lại, nhanh chóng bao vây Diệp Bắc Minh. Lão già áo lam nổi giận gầm lên, Diệp Bắc Minh, mày to gan lắm, đám đả thương điền trưởng lão. Sai. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không phải đả thương, là giết. Một luồng sức mạnh nổ tung. Lão già mặc áo bào trắng hóa thành một đám xương máu, nhuộm đỏ mặt đất. Giờ phút này. Tất cả mọi người ở đó đều hồ đồ. Đôi mắt chịu chấn động, không ngừng co rụt lại. Dù có nằm mơ bọn họ cũng chẳng thể ngờ, người thanh niên đột nhiên xuất hiện này dám giết chết trưởng lão Thiên Đạo Tông. Sự chấn động mãnh liệt khiến mọi người thậm chí quên mất cảnh giới của Diệp Bắc Minh,
dùng cảnh giới giới chủ giết chết cảnh giới siêu phàm đỉnh phong. Hít hà. Lúc này, cả triệu người tại đây đồng thời hít sâu một hơi. Bọn họ nhìn chòng chọc vào khuôn mặt Diệp Bắc Minh, hô hấp gần như dừng lại, bị dọa đến trái tim suýt nữa nổ tung. Thần nữ Túc Hoàng phản ứng lại đầu tiên, trưởng lão Thiên Đạo Tông mà cũng giết. Cậu ta thật đúng là người nào cũng dám giết. Tiểu thư. Hoàn Nhi che miệng nhỏ. Thánh nữ Tổ Long Điện trừng to mắt, cũng không dám tin tưởng. Đôi mắt nữ hoàng Tu La hiện lên vẻ mừng rỡ, người con rể này càng ngày càng phù hợp sở thích của mình, đàn ông đầu đội trời chân đạp đất nên sát phạt quả quyết như vậy. Chấm chấm chấm. Chấm chấm. Lão già mặc áo lam tức giận, khuôn mặt già nua đen kịt, Diệp Bắc Minh, gan chó của mày lớn quá rồi. Dám giết trưởng lão Thiên Đạo Tông, mày biết mình đã phạm vào tội chết rồi không? Diệp Bắc Minh cầm kiếm Càn Khôn Trấn Ngục trong tay, như là tử thần quan sát chúng sinh, giết thì sao chứ? Các người đều nói chắc chắn sẽ giết tôi mà. Chẳng lẽ ông đây lại để các người đi, rồi chờ các người đuổi giết tôi? Ra tay trước chiếm lợi thế, đạo lý này mà Thiên Đạo Tông các người không hiểu hả? Mọi người ngây người. Mặc dù nói như vậy không sai. Chấm chấm chấm. Nhưng ai có thể nghĩ đến, con mẹ nó anh thực sự có can đảm giết trưởng lão Thiên Đạo Tông ngay trước mặt mọi người. Một giây sau, cảnh tượng làm cho mọi người khiếp sợ hơn xuất hiện. Tất cả người Thiên Đạo Tông, đều chết cho tôi. Diệp Bắc Minh cầm kiếm Càn Khôn Trấn Ngục, chủ động ra tay. Tiếng rồng ngâm vang lên, suýt chút nữa chấn vỡ tâm thần của mọi người Thiên Đạo Tông. Trần Vô Diễn lui lại theo bản năng. Lão già mặc áo lam khẽ quát, mọi người bảo vệ thánh tử, lão phu chém chết kẻ này. Hơi thở của cảnh giới siêu phàm đỉnh phong bùng nổ, sấm sét sau lưng nổ vang. Bàn tay mạnh mẽ vỗ xuống, một tia chớp cuốn tới như một cây roi dài. Đứt cho tôi. Kiếm trong tay Diệp Bắc Minh chém xuống. Sấm sét ầm ầm nổ tung. Dòng khí bùng nổ, lão già áo lam rút lui về phía sau. Diệp Bắc Minh không những không lùi lại, mà còn cầm kiếm Trấn Ngục xông lên giết. Cảnh tượng này gây sốc cho tất cả mọi người. Cảnh giới siêu phàm đỉnh phong, không đáng chú ý. Diệp Bắc Minh lắc đầu, chém một kiếm, quỳ xuống. Áp lực mạnh mẽ đánh úp lại. Phụt. Lão già áo lam không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Hai đầu gối mềm nhũn, quỳ bịch xuống đất. Cái quỳ này, không những là bản thân lão ta quỳ, mà còn dẫm đạp tôn nghiêm của Thiên Đạo Tông trên mặt đất rồi trà sát. Lão già áo lam bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ oán độc, Diệp Bắc Minh, mày biết mình đang làm gì không? Hành vi hôm nay của mày đã hoàn toàn chôn vùi tương lai của mày. Tất cả những người có liên quan đến mày đều sẽ trả cái giá cực lớn vì hành vi của mày. Diệp Bắc Minh mỉm cười, thu hồi lại sự kiêu căng của tông môn lớn các người đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 62.